Vâng, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nha. Hôm nay thì em lại lên video để giới thiệu các cái mã hàng của bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Nay thì các số hotline của bên em đây. Nay bên shop tiếp tục về cho bác cái cả máy ghế, cái nồi cơm sáp cho nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 500.000 tròn các nhá, 500.000 tròn. Đấy. Mở này, đấy, mở ra thì các bác chỉ cần nhấn cái nút này là mở này. Đấy, nhấn nút này là mở nhá. Và đây thì các bác sẽ có cho em là một cái khay đỡ này. Đấy, một cái khay như này, kèm theo cho bác là môi thìa này, rồi cáp này. Đấy. Rồi phiếu bảo hành cái thứ đầy đủ cho bác luôn. Mâm thì cực kỳ là dày luôn. Đấy. Con này mâm của nó rất là dày nhá. Mâm dày này các bác. Nghe nó kêu như chuông đúng không nhá? Nghe kêu như chuông luôn. Đấy. Rất là đã luôn các bác. Đấy, mâm dày. Mâm bằng nhôm pha gang nhá, giữ nhiệt cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Nồi của nó là thuộc cái dạng là nồi niêu như này, nồi niêu nhá. Đấy. Nó vòm kiểu hình niêu như này và mâm của nó mâm nhiệt cũng rất là dày luôn. Thì giữ nhiệt rất là tốt và nấu cơm ngon. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 tròn và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Dung tích của con này thì nó sẽ là 1,8 lít nhá. Đấy. Nhà gia đình 3 4 người ăn, 5 người ăn thoải mái luôn. Đấy, dung tích của là nó là 1,8 lít này. Hàng thương hiệu nồi cơm sáp của Nhật nhá, nồi cơm sáp của Nhật cực kỳ chất lượng cho anh em luôn. Đó, hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành cho anh em. Đó, dung tích của nó là 1,8 lít. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm sáp nhá. Giá thì sẽ là 500k. Đó, nồi cơm sáp 500k nhá. 500k tròn cái nồi cơm sáp như này các bạn này. Đấy, đây. Của nó thì nó sẽ là dòng 1,8 lít, công suất là 900W và sử dụng điện 220V nhá. Con này thì cái công suất của nó sẽ là 900W thôi nhá. 900W này. Dung tích 1,8 lít và điện 220V 50Hz. Đấy, kích thước của nó là 35 x 292 x 260 này, dài rộng cao 900W nhá. Nấu cơm cực kỳ là nhanh luôn, cực kỳ là nhanh và ngon luôn. Dung tích 1,8 lít, từ 3 đến 5 người ăn thoải mái các nhá. Từ 3 đến 5 người ăn thoải mái. Giá thì các bác lên trên là nồi cơm sáp, giá sẽ là 500.000 và bao ship nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu sản phẩm đó là cái ví hồng này các bác này. Đấy, cầm anh cả cái ví xanh này. Mã ví hồng này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này thôi. Đấy, 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ ví với ba cái bấm móng tay này, rồi các cái phần để nặn mụn này, rồi lấy da chết, rồi nhíp chỗ lông các thứ, rồi nói chung là vệ sinh rất là tiện ích cho các bác luôn. Chọn bộ sản phẩm như này mà giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k thôi. Nguyên bấm là có ba cái bấm móng rất đẹp này, một cái để các bác bấm vào những khóe tay khóe chân này. Đấy, rồi kìm kéo các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Thì con này các bác lên cho em là ví hồng nhá. Đấy, ví hồng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái ví hồng như này, giá của nó sẽ là 60.000 nha. 60.000 cho một em ví hồng như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là ví hồng nha. Đấy. Ví hồng này. Giá sẽ là 60k cho cái ví hồng như này, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví xanh nhá. Đấy, ví xanh như này. Một con ví xanh này thì con này là 100.000. Con này thì hàng nó sẽ cao cấp hơn rất là nhiều các bác, cao cấp hơn rất là nhiều. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là bốn cái bấm móng này, có một cái bấm dành cho trẻ em này, ba cái bấm to và một cái bấm khóe này. Đấy, một cái bộ nạo gót chân này, rồi nặn mụn, rồi kéo cắt tỉa lông mũi đầy đủ cho các bác luôn. Combo cho bác như này, mài móng tay móng chân. Đấy, màu này thì nó sẽ là màu xanh rất là đẹp luôn. Đầy đủ các combo chi tiết như này. Và giá thì sẽ là, các bác lên mã giúp cho em là ví xanh nhá. Giá của nó sẽ là 100k cho một em ví xanh như này. 100.000 cho một em ví xanh như này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ví xanh này. Ví xanh. Giá sẽ là 100k nhá. 100k cho ví xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu đó là cái thùng đựng gạo này. Đấy. Con này thì hàng của thương hiệu Hokori, hàng liên doanh Việt Nhật nhá, liên doanh Việt Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Con này thì đựng của nó sẽ là đựng được một yến gạo nhá. Đấy, đựng được 10 cân gạo. Thì nói chung là nó cũng rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng, thì bây giờ gạo các bác cũng không ăn nhiều thì mỗi lần mình đong hoặc là mình sát thì nó cũng vừa đủ thôi, khoảng một yến thôi. Đây nó sẽ có cho các bác là một cái âu như này, kèm cho các bác cái âu này là có thể vo gạo được luôn nhá, có thể vo gạo được luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác là cái phần rót này, thì các bác rót nước chắt ở đây và nó sẽ đọng gạo lại này. Mình cho gạo vào đây mình bóp này, bóp xong đó thì mình đổ gạo vào xoong là xong. Đấy, và có cái phần chắt như này thì nước nó không lọt lại này, gạo nó không ra mất này. Và con này khi các bác cho gạo vào đây nhá thì mình bóp như này nó mới nhả gạo xuống này. Bóp này là nó sẽ nhả gạo xuống dưới này. Thì bao giờ các bác ăn gạo thì bao giờ mình cũng phải ăn cái gạo cũ trước nhá. Ăn gạo cũ trước thì cái gạo mới mình đổ lên chốc và gạo cũ nó ở dưới đít thì bao giờ nó cũng lấy từ dưới đít lấy ra thì bao giờ còn mình cũng lấy hết được cái gạo cũ trước nhá.
Và bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thùng đựng gạo 10 cân, kèm thêm cho các bác là một cái âu như này. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là thùng gạo nhé. Thùng gạo giá sẽ là 180k trong cái thùng gạo như này, 180.000, siêu tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái mẫu bơm, đó là cái mẫu bơm 1 ti và bơm 2 ti. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng bơm 1 xi lanh, giá thì chỉ có 100 cành thôi, 100 cành cho con bơm 1 xi lanh như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì các bác có thể dùng để mình bơm phao, bơm bóng, bơm xe đạp, xe máy đều ok hết nhá. Đấy, đây, các cái đầu bơm của nó đây các bác này. Bơm phao, bơm bóng, bơm xe đạp, xe máy đều ok hết. Con này thì giá sẽ là 100k nhá. Con bơm 1 ti này sẽ là 100.000, có đồng hồ đo báo luôn. Và dây của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là dây dù nhá. Đấy, dây cao su bọc dù. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bơm 2 ti. Con 2 ti này thì dung tích của nó sẽ là 2 xi lanh và bơm được khoảng 10 cân nhá, khoảng 10 cân. Con này thì các bác có thể bơm ô tô thoải mái. Hàng thì của thương hiệu Santalay Made in Japan. Đó, rất tiện ích luôn. Đây, các bác chỉ cần đẩy này là bơm nó ra này. 2 xi lanh dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, có đầu bơm phao, bơm bóng rồi kết nối nhá. Cao su của nó thì siêu mềm luôn và rất là dai nhá, siêu mềm dai luôn. Gấp ra gấp vào thoải mái, xoắn xít thoải mái luôn. 2 xi lanh đều đạp chân, hai con đều đạp chân hết nhá. Đấy, con 1 xi lanh này thì giá chỉ có 100.000 thôi, 100.000. Còn con 2 xi lanh này thì của giá của nó sẽ là 200 mấy nhỉ? 250.000 nhá, 250.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bơm 2 ti nhá. Bơm 2 ti này, hỏi lại cho anh em bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là bơm 2 ti 230k và bao ship đến tận nhà nhá. 230.000. Bao ship tận nhà. 60 cân chiều về chở được nhá. Hai xi lanh bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái túi thả bồn cầu nhá. Một túi như này của nó thì ném cho anh hai cái bình nhá. Một túi này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 cho một túi như này. Đấy, con này rất là thơm luôn. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy. Thì một túi là 10 viên. Thì các bác lên cho em là túi thả bồn cầu nhá. Túi thả bồn cầu này. Túi thả bồn cầu. Túi thả bồn cầu, một túi này là 10 viên và giá sẽ là 15k nhá, 15k. Công dụng của nó thì thứ nhất là sạch này, đấy. Sạch, thứ hai là thơm này và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Sạch, thơm, diệt khuẩn, giá chỉ có 15.000 cho một túi thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình xanh đây. Bình xanh, hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội nhá, hàng của quân đội và hàng bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, bằng nhôm thì các bác dùng để đựng nước uống là cực kỳ là an toàn luôn. Đấy, bằng nhôm thì các bác biết rồi, dùng đựng nước uống cực kỳ an toàn. Nắp có lẫy xoáy và có gen bảo vệ như này rất là tiện ích này. Đấy. Con này thì giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình xanh. Đây nó bằng nhôm này, này. Có những con khi vận chuyển thì nó bị trượt như này thì các bác cũng thông cảm thôi. Đấy, cái này thì hàng nó vận chuyển thì nó sẽ gọi là hàng thanh lý thì nó hàng bãi thì nó không thể tránh khỏi được các bác nhé. Đó. Giá thì cực kỳ là tốt cho các bác rồi. Đấy thì con nó sẽ có hai dòng, 1 lít và 2 lít nhá, 2 lít nhá. Có quai đeo như này các bác này, mang đi học, đi làm, đi du lịch, đi chơi, đi phượt hoặc là đi công tác hoặc là các bác đi ra ngoài đồng ngoài áng thì dùng con này rất là tiện. Vứt bờ vứt bụi đều được. Đấy, nó sạch sẽ và nó có quai đeo luôn. Đấy, lên cho em là bình xanh nhá, bình xanh. Con 1 lít thì sẽ là 70k. 1 lít là 70k và con 2 lít thì sẽ là 90k nhá. Giá rất là hạt rẻ cho bác luôn. 7 lít, 1 lít là 70.000 và 2 lít là 90.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho anh em các bác là 30 lưỡi. Thấp nhất là sẽ có 30 lưỡi, còn có những lô về thì nó sẽ cho các bác là 36 lưỡi thì em cứ nói nước đôi như vậy để tránh khi các bác nhận được hàng mà 30 thì các bác lại bảo là quảng cáo không đúng. Còn khi các bác nhận được hàng thì nó có thể là lô 30 và lô 36 nhá. Đấy. Thì đây sẽ kèm cho các bác là 30 lưỡi này, kèm thêm cho các bác là một bàn cạo và một cái lọ kem. Đấy. 30 cái lưỡi, một bàn cạo, một lọ kem như này. Rất tiện ích cho các bác luôn, lưỡi của nó là dòng lưỡi kép nhá. Lưỡi kép, hai lưỡi siêu bén cho các bác luôn. Đấy, mua một bộ này dùng cả năm chứ em. Mua một bộ này dùng cả năm. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi. Đấy. 30 lưỡi và một cái lọ kem kèm thêm một lọ bàn cạo. Một cái bàn cạo nữa. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem này. Bộ lưỡi kem giá sẽ là 60k nhá, 60.000, giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Tiếp theo thì tiếp shop về cho các bác. Nay thì shop tiếp tục về cho bác cái mẫu giấy ăn các bác nhá. Đó thì cái này thì bên shop sẽ bán theo bịch nhá. Đấy. Bán lẻ thì nó sẽ là 20.000 một bịch như này. Đấy, 20.000 cho 10.000 cho một bịch như này các bác nhá. Đấy. 10k trên một gói nhá, 10k trên một gói.
Mua lẻ thì là 10.000 trên một gói, và bên em là bán từ 3 gói trở lên nhưng không bán lẻ nhá. Bán thấp nhất là 3 gói trở lên. Đấy, bán thấp nhất là 3 gói trở lên, 10.000 một gói. Còn các bác mua là 10 gói thì sẽ là 80k nhá. 10 gói là 80.000. Còn một thùng là 20 gói. 20 gói thì giá của nó sẽ là 140k nhá. Đấy, tức là mua một thùng 20 gói thì tính ra chỉ vào có 7.000 một gói thôi. Còn mua lẻ là 10.000. Đấy, 10.000 là bán từ 3 gói trở lên, còn mua 10 gói thì sẽ là 80.000. Đấy. Mua lẻ thì tính ra là vào 7.000, còn mua 10 gói thì là vào 8.000, còn mua lẻ thì sẽ là 10.000 nhá. Đấy, đây. Giấy của nó thì siêu dài lên các bạn này. Đấy, giấy rất là dài luôn các bác thấy không? Giật bình bịch như này mà không việc gì là các bác biết rồi. Dùng nó rất là thích nhá. Đấy, siêu dài, dùng rất là thích luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy các bác thấy không? Nó một gói này của nó là 460 tờ các bác này, 460 tờ. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy. 10k trên một gói này, 10 gói là 80.000 và 20 gói là 140 nhá. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là giấy ăn nhá. Đưa cho anh cái chảo này. Đấy. Hàng siêu dai cho bác luôn, giật bành bạch không việc gì luôn các bác này. Đấy, rất là dai nhá. Đó. Tiếp theo thì cái này bao nhiêu? Các bác lên cho em là chảo tổ ong nhá, chảo tổ ong. Con này đường kính là 28 cm và hàng chống dính cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Hàng chảo tổ ong chống dính rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là chảo tổ ong này. Đó. Chảo tổ ong. Giá sẽ là 140k cho cái mã chảo tổ ong như này. 140.000 một chiếc nhá. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để mình chiên rán xào nấu được hết nhá. Chiên rán xào nấu đun bếp từ thoải mái luôn. Đun bếp từ thoải mái luôn. Hàng bằng inox và tráng chống dính rất là tốt nhá. Than tổ ong tráng chống dính rất là tốt luôn. 140.000 cho một con chảo như này. Lên mã giúp cho em là chảo tổ ong nhá. Giá sẽ là 140.000. Rồi ok. Hả? Chiều nay. Vâng, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chúng tôi nhận hàng, kiểm tra thùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là không nhận hàng. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship rồi. Đó. Thì mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái que hàn nhiệt nhé. Đây, nó sẽ là đựng trong một cái gói như này. Một gói như này của nó thì sẽ là 3 que nhé. Một gói này của nó sẽ là 3 que. Đấy, thì khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị vỡ như này. Tại vì cái que này của nó rất là giòn luôn thì các bác không thông cảm thôi. Em nói trước luôn là nó sẽ hay bị gãy nhá. Nó hay bị gãy tại vì nó rất là giòn thì cái này các bác vẫn đốt được bình thường nhá. Vẫn đốt được bình thường chứ nó không có vấn đề gì cả. Đấy, thì các bác đưa vào máy lửa mình đốt này. Sau đó thì mình hàn vào các cái vị trí như là nhôm đồng, rồi những cái vị trí nào nó bị gãy hoặc nó bị đứt thì các bác hàn vào cho em nó rất là tiện. Thì các bác không phải thợ hàn chuyên nghiệp thì cứ dùng cái này cho em đốt lửa lên là xong. Đấy, một bịch này của nó là 3 que nhá. Một bịch này của nó là 3 que. Đấy, 3 que, và khi các bác nhận được hàng nó sẽ có dấu hiệu là bị gãy là bình thường các bác nhá. Đấy, lên cho em là que hàn nhiệt này. Que hàn nhiệt giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một bịch que hàn nhiệt như này. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác nhiệt thế hệ giờ đây các bác có thể hàn vá mọi thứ mà chẳng cần đến máy móc hay kỹ thuật hàn gì. Đây là que hàn nhiệt thế hệ mới, giá rất rẻ, chỉ hơn chục nghìn thôi ạ. Dạng như sắp đến, chỉ cần dùng bật lửa cho nóng chảy là hàn được ngay. Dùng để hàn đối kim loại, gỗ, nhựa kỹ 5C hay dùng trong hàn linh kiện điện tử được vì nó rất điện tốt. Dùng nó thay thế keo 502 rất tốt. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 25.000 thôi nhá. Lên mã giúp cho em là que hàn nhiệt các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái súng thư giãn các bác nhá. Súng thư giãn. Đấy, một con súng rất là tuyệt vời như này. Mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá. 170.000. Đấy, nó hình khẩu súng như này nên em gọi nó là súng thư giãn này. Đó, súng thư giãn, giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cho cái súng thư giãn như này. Còn cái ấy nào mang ở đây cho anh. Cái máy trà bếp. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân súng này. Đấy, một thân súng này, rồi tiếp theo nó sẽ là bốn cái đầu massage nhá. Bốn đầu massage và kèm một cáp sạc. Bốn đầu massage thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu tròn, một đầu tày, một đầu nhọn và một cái đầu hình chạc súng như này. Đó. Và các bác về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Mình thích dùng đầu nào thì mình có thể thay tháo ra. Thay tháo thì nó chỉ rất là đơn giản thôi. Đấy, tháo ra là xong, rất đơn giản nhá. Đấy, đây, các bác giữ lì cho em thì nó sẽ lên này. Và con này nó sẽ có 6 cấp độ rung, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Đó, đây, con này. Đấy, rung rất là mạnh luôn.
Các thấy không? Đó, dùng rất là mạnh luôn. Dùng rất là mạnh luôn. Đây, em dùng tay cho bác xem này. Đấy, bắp tay các bác này. Đấy, các bác chỉ cần giữ này thôi này. Đấy, bắp tay nó rung ác chưa? Đó. Ngoài ra thì các bác có thể nhấn mạnh thì nó sẽ rung mạnh, và các bác thả ra thì nó sẽ rung nhẹ, rất là tiện. Các bác có thể dùng massage cổ, vai, gáy, rồi bắp tay, bắp chân, rất là tiện luôn. Nhấn và tắt thì đều phải giữ lì như này nhá. Giá thì 170 cành. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn chỉ có 170.000 con súng thư giãn này thôi. Rất tiện ích cho các bác mua về mình có thể là chồng massage cho vợ, hai vợ chồng massage cho nhau, hoặc là các bác có thể dùng trực tiếp, dùng để mình massage bắp tay, bắp chân, lưng, vai, cổ, các bác đều vòng ra được hết nhá. 170k cho cái con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây phơi nhá. Đấy, 5m và giá thì sẽ là 20.000 cho một cái dây phơi như này. À 15.000 trong cái dây phơi như này thôi nhá. 15k trong cái dây phơi như này 5m này. Về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, mình đưa ra mình trang, mình phơi. Ở đây nó có các cái lỗ như này thì các bác có thể xỏ cái sập cái dây phơi vào, cái mắc áo vào, nó rất là tiện, không bị bong, không bị gió bay nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Lên mã giúp cho em là dây phơi nhá, dây phơi. Giá sẽ là 15.000, nó rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng nhá. Đó, dây phơi này, đây. Dây phơi, giá sẽ là 15k. Chiều dài của nó sẽ là 5m nhá, chiều dài của nó là 5m. 5m các bác cứ giả ra, sau đó thì mình trang lên là mình phơi thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đệm như này, bằng cao su non, và sản phẩm này của nó thì nó sẽ là dòng dệt tiểu tổ ong nhá, dệt tổ ong như này. Đấy, dệt tổ ong như này thì dệt tổ ong 5D như này thì các bác ngồi nó rất là êm luôn này. Đấy, kể cả các bác đặt quả trứng lên ngồi nó không bị vỡ luôn, rất tiện ích nhá. Và cái vải này của nó thì nó cũng là vải dệt 5D thoáng khí, và bên dưới này có cao su non chống trơn trượt rất là tốt này. Đấy, thì dùng nó rất là thích. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, đấy, cái độ đàn hồi của nó rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng để mình ngồi trên ô tô này, rồi là đấy, ngồi quả trứng cũng không vỡ luôn các bác theo, rất tiện luôn. Đó. Thì các bác có thể dùng trên ngồi trên ô tô, hoặc là trên các cái đồ ghế các thứ mình cần sử dụng thì mình ngồi lên cho em. Nó rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi, 80k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đệm ghế này. Đấy. Đệm ghế, giá của nó sẽ là 80k cho một em đệm ghế như này nhá, 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dầu gội đầu của Thái Lan nhá. Đấy, dầu gội đầu của Thái Lan. Chuẩn bị là đến mùa hè rồi, các bác gội đầu rất là nhiều luôn, thì bên shop vẫn phân phối cho các bác cái dòng dầu gội đầu của Thái Lan như này. Đấy, hàng Bangkok Thái Lan này các bác này. Đấy, Bangkok Thái Lan các bác nhá. Đó. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Unilever, thì nó gọi là dầu gội đầu Clear đấy. Ở Việt Nam mình cũng bán. Còn cái này thì bên em là hàng nhập Thái Lan, thì hàng chất lượng hơn và giá tốt hơn. Đó, lên cho em là dầu gội đầu Thái Lan nhá. Đấy, hoặc dầu đầu Clear có màu trắng và màu xanh. Giá thì sẽ là 80k cho một lọ như này. Dung tích của nó là gần một nửa lít này, 450ml, gần nửa lít luôn, 80k, có màu trắng màu xanh. Đấy, con này thì các bác dùng gội đầu thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, sạch thơm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt của Hàn Quốc nhá. Khăn mặt của Hàn Quốc thì một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, một vỉ này sẽ là 10 cái các bạn. Đấy, một vỉ này là 10 chiếc này. Một vỉ này là 10 chiếc, giá sẽ là 60.000. Còn bên em bán lẻ là 20.000 ba cái. Bán lẻ toàn 20.000 ba cái cho các bác. Đó. Kích thước của khăn thì sẽ là 30x50. Đấy. Chất liệu của khăn thì nó là 100% là sợi bông tự nhiên, một mặt là bông mịn, một mặt là bông thường. Các bác có thể dùng để mình rửa mặt này, rồi tắm gội này, hoặc là lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa đều là đa di năng hết nhá. Một bịch này của nó là 10 chiếc. Giá thì thanh lý cho các bác chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt nhá. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc, một bịch này của nó thì sẽ là 10 cái và 60.000. Còn mua lẻ thì bên em bán combo là 20.000 ba cái. Đấy, lên cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá. 3 cái là bằng 20k. Đấy, còn một bịch này là 10 cái thì sẽ là 60k nhá. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ổ điện trắng này. Các bác lên cho em là ổ trắng nhá. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện này. Đấy, ổ trắng như này. Và công suất của nó sẽ là hàng của Nhật 10A này, từ 110V đến 220V đều dùng được nhá. Có công tắc đóng ngắt, có đèn báo này, hai chân USB và 1 2 3 4 5 6 7 7 chân cắm như này. Giá thì sẽ là 60k nhá. Lên cho em là ổ trắng nhá, ổ trắng. Giá của nó sẽ là 60k cho một cái ổ trắng như này nhá. 60.000 thì cái ổ trắng như này.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa. Đấy, đũa hàng của thương hiệu Winling của Đức, Winling hay người của Đức đây. Đấy, đũa inox như này. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi và giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho một vỉ 5 đôi. Đấy, hàng này thì các bác dùng để ăn cơm ăn nước rất là ok, sạch sẽ, không bị nấm mốc này. Hàng thương hiệu Winling của Đức hay người đây. Đấy, su 304 không bắt 5 châm. Đó, rất là chắc chắn cho các bác luôn. Và đầu thì đánh nhám, chống dính, chống trơn trượt rất là tốt. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 55.000 thôi. 55.000 cho một vỉ như này. Lên cho em là đũa inox nhá. Đó. Đũa inox này, giá của nó sẽ là 55.000 trên một vỉ nhá. 55.000 trên một vỉ. Đấy. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu bình xanh nhá. Đây. Đấy, một cái bộ bình xanh rất là đẹp như này. Bình xanh rất là đẹp như này. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng bình rất là tiện ích luôn. Đấy, có dòng 1 lít và dòng 2 lít. Hàng của quân đội nhá, hàng của quân đội của Việt Nam mình đấy các bạn. Đấy, đây. Có quai đeo như này nhá. Có quai đeo này rất là tiện các bạn này. Đấy, quai đeo như này. Và có chống mất nắp luôn, có dây đai như này chống mất nắp nhá, không sợ bị rơi mất nắp này. Rất là tiện ích. Chất liệu của nó thì bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, bằng nhôm. Và sơn màu xanh quân đội rất là đẹp luôn, bên trong thì bằng nhôm. Đấy, đây, quai đeo như này. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Con 1 lít này là 70.000 và con 2 lít này sẽ là 90.000 nhá. Con này là 70.000 1 lít này, con này 2 lít này sẽ là 90.000 con này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòng đá các bác này. Đấy, vòng đá rất là đẹp như này. Các bác dùng để đeo tay vừa là trang trí trang sức này, vừa là giúp cho các bác là đả thông kinh mạch máu huyết lưu thông và ổn định huyết áp nhá. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Một con vòng như này, cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đây. Rất đẹp cho các bác luôn nhá. Đây, đấy, rất đẹp luôn. Giá thì chỉ có 35.000 cho một con vòng đá của Nhật như này thôi. Đây, các bác này. Đó. Lên cho em là vòng đá nhá. Giá sẽ là 35.000 cho một chiếc như này. 35.000 trong chiếc vòng đá như này thôi. Lên trên là vòng đá 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phễu inox nhá. Đấy, phễu inox đây. Nó sẽ là một con phễu như này. Đường kính của nó thì vào khoảng là 12 cm, có quai cầm như này. Đấy, su 304 hàng nội địa của Nhật nhá. Đây, rất đẹp cho các bác luôn. Lên trên là phễu inox nhá. Giá sẽ là 80.000 cho một em phễu inox như này. 80.000 cho một em phễu inox như này. Con này thì tiện lắm, các bác có thể dùng để mình rót dầu, rót mỡ rồi nói chung là cái gì cũng được. Nguyên vật liệu các bác rót vào đây chị em. Phễu inox giá sẽ là 80.000. Rồi ok. Xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Đấy. Thì hai cái mã chậu chổi giặt của bên em thì đầu tiên nó sẽ là một cái mã chổi tách nước nhá. Chổi tách nước con này thì sẽ là 180.000. Sản phẩm thì các bác nhận hàng sẽ là một con một cái chậu như này. Và đây là cái phần các bác khớp nối này, các bác lắp vào đây chị em này. Đấy, lắp vào đây chị em. Cái này lắp vào đây. Đó. Nói chung là cái này thì nó lắp đặt thì đơn giản thôi, về nhà các bác lắp đặt vào cho em nhá. Đó, vào đây. Thì khi các bác giặt thì cho vào đây nhá. Đấy, cho vào đây. Vắt như này là nó sẽ giúp cho các bác là tách nước này. Tách sạch nước luôn. Đấy, thứ nhất là vừa là tách nước này. Đấy, vừa là tách nước này, vừa là sạch này. Các bác lau lúc nào nó ở trạng thái là sạch nhá. Lúc nào ở trạng thái là sạch luôn. Thì rất là tiện ích nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho cái chổi tách nước này. Lên mã cho em là chổi tách nước. Chiều dài của chổi thì nó vào khoảng là 1m3 nhá. Lau cực kỳ là dễ dàng luôn các bác này. Đấy. Lau phần tiếp xúc khá là rộng và dễ dàng luôn. Đấy. Tay nắm mềm, lau rất là sạch sẽ nhá. Đó, đây. Lau rất ngon lành luôn. Con này thì các bác lên cho em là chổi tách nước, giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho cái mã chổi tách nước như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là thùng lau nhà nhá. Cái này thì nó sẽ là cả thùng như này luôn. Đấy, cũng rất là tiện này. Xoáy vào cho em này. Đó. Cả một cái thùng như này. Đấy, đây các bác này. Khi các bác xoáy vào thì chiều dài của nó cũng khoảng 1m3 nhá. Đấy. Đây nó sẽ là cả một cái thùng như này. Và các bác nhận được hàng thì nó sẽ có hai miếng mút luôn. Đấy, hai miếng lau như này. Đây, đây thêm một miếng lau nữa này. Đấy, bình thường nếu các bác mua một cái miếng lau như này ở ngoài siêu thị đã phải mất từ 350.000 rồi. Đấy, thế mà bên em là có tặng kèm một miếng lau nữa. Tất cả cái phần thân vắt này của nó bằng inox này, sáng bóng đẹp này. Đó, rất ngon lành các bác nhá. Đó, rất ngon lành luôn. Thì con này chiều dài của nó cũng vào khoảng là 1m2 đến 1m3. Đây, cũng khá là dài luôn. Đó, khá dài luôn nhá. Đấy, về nhà thì các bác xoáy kết nối vào cho em. Đấy, đây tầm 1m2 1m3 này, rất dài luôn. Con này thì các bác lên cho em đó là chổi lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà nhá. Giá thì sẽ là đi con thùng lau nhà này là 240 nhá. Thùng lau nhà này là 240 này. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũ này. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũ lính các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một cái mũ lính như này. Mũ lính như này các bác nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Con này thì nó có cả xốp nhá, có cả xốp cả lót bên trong như này. Đấy, bên trong có xốp trắng này,
xốp của nó là xốp xịn luôn. Đó, rất là cứng cáp nhá. Đấy. Và con này thì các bác dùng để mình hàng của lính Việt Nam mình nhá. Đấy, hàng của lính Việt Nam mình dùng cực kỳ là ngon luôn. Lên cho em là mũ lính nhá. Giá sẽ là 170.000. Giày dẫn chắc chắn, đội cực kỳ là ngon luôn luôn. Đây, con này. Mũ này thì các bác dùng cực kỳ là yên tâm luôn. Đấy, con này. Đấy, thấy chưa? Em đập thoải mái luôn các bác. Đấy. Dùng cực kỳ là yên tâm luôn, không có lo bị vỡ, bị nguy hiểm nhá. Đấy. Đập thoải mái luôn, không hề có một dấu hiệu trầy xước gì luôn. Lên cho em là mũ lính nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000. Đấy. 170k nhá. Mũ lính 170k cho con mũ lính như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái Aptomat chống giật nhá. Aptomat chống giật. Hàng này của nó là 40A. Đấy, 40A. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000. Hàng Việt Nam chất lượng cao. À, hàng nội địa của Nhật nhá. Xin lỗi các bác. Hàng nội địa của Nhật này. Của thương hiệu Fuji hoặc là của thương hiệu Mitsubishi nhá. Fuji hoặc là Mitsubishi. Đó, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con ad này nhá. 180.000. Các bác dùng điện 220 ok luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái máy vắt cam nhá. Con này thì sẽ là bác tiền cái máy vắt cam này nhỉ. 190.000 cho một con máy vắt cam này. Đấy, rất là ngon luôn. Các bác cứ đưa cam vào đây là cắm điện là nó sẽ vắt thôi. Nó sẽ vắt và cái này nó sẽ có hai cứ cam bé thì các bác vắt thì cứ bé và cam to vắt cứ to. Đó. Và nó có cả chế độ đảo chiều luôn đây, hai cứ như này. Đấy, và có chế độ đảo chiều luôn nha, nói chung là rất là tiện ích luôn. Đấy, thì các bác lọc ra nước nó sẽ xuống như này. Đấy, còn lại là cái bã nó sẽ đọng bên trên. 190.000 cho con máy vắt cam như này nhá. Bên trên là máy vắt cam. Giá sẽ là 190k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ đá quý nhá, đồng hồ đá quý. Đấy, rất là đẹp luôn các bác. Đấy. Nó sẽ là bằng đá quý như này. Đây, bằng đá quý này các bác này. Đấy, đá quý vừa xoay tròn này, vừa xem được giờ luôn, rất là đẹp các bác này. Đó, rất là đẹp nhá. Tất cả của nó đều bằng kim loại hết nhá, đều bằng kim loại hết. Hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đó. Bên em về hàng siêu tầm được một số mã nhá. Đó đây các bác này. Đấy, đồng hồ chạy bình thường các bác này. Đấy, đồng hồ chạy bình thường. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đó, đây. Con này thì các bác có thể đeo cổ này, trang sức này hoặc là bỏ túi này, rất là ok luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ đá quý nhá. Đồng hồ đá quý này bao nhiêu đấy? Đúng rồi. Lên cho em là đồng hồ đá quý nhá. Giá sẽ là 60k này. 60k cho cái đồng hồ đá quý như này. Đó, tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cốc lọc dầu nhá, cốc lọc dầu. Con này thì sẽ là 50.000 cho cái cốc lọc dầu như này các bác này. Đấy, 50k cho con cốc lọc dầu như này. Đấy, rất là ngon luôn. Đây. Có cả nắp niếc đàng hoàng nhé, có cả nắp ở trong này, nắp rồi ốc niếc các thứ đàng hoàng, về nhà các bác xoáy vào cho em. Và đây là cái lưới lọc này. Đó, giá này sẽ là 50k cho cái cốc lọc dầu như này nhé. Lên cho em là cốc lọc dầu, giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ điều khiển từ xa nhé. Đấy, bộ điều khiển từ xa. Con này thì các bác chuyên dùng để mình điều khiển các thiết bị như là máy bơm nước, rồi nói chung là tất cả các thiết bị đều ok hết nhé. Máy bơm nước, điều hòa, tivi, tủ lạnh, nói chung là tất cả các thiết bị luôn. Các bác chỉ cần là ví dụ như các bác muốn điều khiển cái quả bóng điện này. Đấy, hoặc là cái bóng hoặc cái quạt trần. Thì các bác chỉ cần là cắm cái cục nguồn này vào điện lưới này, cắm cục nguồn này vào điện lưới, sau đó thì các bác cắm thiết bị qua đây cho em là xong. Cắm điều hòa, máy tính, tủ lạnh, tivi, sau đó thì các bác ấn tắt bật ở đây nhá. Đấy, on up ở đây, rất là tiện luôn. Con này thì giá sẽ là 260.000. Và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Con này thì dùng cực kỳ bền luôn. Hàng của thương hiệu Hornet của Nhật nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên mã giúp cho em đó là điều khiển từ xa. Điều khiển cắm trực tiếp nhá. Điều khiển cắm trực tiếp. Giá của nó sẽ là 260k và bên em bao ship nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 7 màu đây. Đấy, bộ màu tô bộ màu cầu vồng. Đấy, bộ này thì nó sẽ rất là nhiều màu như này. Có cả chổi để các bác dùng để mình màu nước nhá, dùng cả màu nước. Màu nước, màu bột, màu sáp, màu chì các bác mua về để làm quà cho các em nhỏ nhà mình nhá. Ghim viết rồi, nói chung là đầy đủ các thiết bị hết luôn. Đó, combo như này. Combo cho một cái bộ màu cầu vồng như này, giá của nó sẽ là 100.000 thôi. 100.000 cho bộ màu cầu vồng như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các bé nhà mình. Đấy, con cháu nhà mình ok luôn, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy massage nhá. Máy massage thì bên em có hai mẫu. Đấy, con này thì nó sẽ là con dòng 8B. Đấy, con này sẽ là 8B này. Đây. Con này thì có cả cắm tẩu, cả cắm điện luôn và 8B. Đấy, massage 8B như này. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là có cả hồng ngoại luôn, có cả hồng ngoại giúp làm nóng nhá. Đây, công tắc tắt vào ở đây.
Đấy. Lên mã giúp cho em đó là Mazda 8bi nhá. Con 8bi này thì sẽ là 170.000 nhá. Đây, có đầu cắm giắc cắm này. Các bác cắm trực tiếp điện 220V cho em. Đó. Cắm trực tiếp điện 220. Đó. Nó có cả đèn hồng ngoại luôn, có cả hồng ngoại này. Đấy, các bác thấy không? Đó. Con này thì sẽ là 170.000 nhá, 170.000. Còn ngoài ra thì các bác muốn dùng cái con to hơn, cao cấp hơn thì các bác dùng cho em con 16bi nhá. Đấy. Có con 8bi và con 16bi. Đây. Con này thì nó sẽ là con tiếp theo thì em lên cho bác cái con 16bi này. Đấy. Con 16bi này thì giá của nó sẽ là 290.000. 16bi này là 290. 290.000 cho con 16bi này nhá. Đó. Con này 270.000, giá thanh lý giá tốt cho các bác luôn. Hàng rất là đẹp nhá. Đấy. Con này thì nó cũng có đầy đủ, con này thì chỉ sử dụng điện thôi. Ngoài các bác sử dụng là mình để cổ vai gáy thì các bác có thể dùng để mình bắp tay bắp chân đều được nhá. Đấy, đầu cắm của nó này, ổ cắm của nó này. Đấy, sạc trực tiếp điện 220, có đầu cắm như này, các bác cắm vào cho em này. Đấy, cắm vào cho em. Ở đây thì nó sẽ có nút nguồn này. Nút nguồn bật lên này. Đấy, có đèn hồng ngoại này, 1 2 3 4 5 chế độ luôn nhá. Có 5 chế độ ở đây. Và con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 16bi nhá, 16bi. Đấy, các bác có thể nằm gối đầu này. Đấy, thứ nhất là gối đầu này, bắp tay, bắp chân này. Đấy, cổ, vai, gáy đều được hết nhá. Đấy, chỉ có là các bác không thể nằm cả người lên được thôi. Nằm cả người lên là không được các bác nhá. Đấy, thì con này nó sẽ là 16bi nhá. Con 16bi này thì giá của nó sẽ là 270.000. Giá tốt, 270.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái con robot hút bụi nhá. Đó, con này thì sẽ là 120 cành. 120 cành cho con robot hút bụi như này các bạn. Đấy, ở đây là cái phụ kiện của nó này. Con này thì hút cực kỳ là khỏe luôn. Hút rất là khỏe luôn. 120.000 cho một con robot hút bụi như này. Rất khỏe các bạn này. Đấy. Về nhà tháo đi em cái cản pin này ra, tháo cái chân này ra. Đó, đây nhá. Em tháo ra cho các bác xem nhá cái phần màng của nó này. Sạch sẽ trắng bong luôn này. Đó, sạch sẽ trắng bong luôn nhá. Đấy, bây giờ em sẽ cho nó hút luôn nhá. Cho nó hút luôn. Đó, đây. Bật lên này. Đấy. Con này nó cảm biến nhá các bác nhá. Đó, cảm biến. Đấy, tức là khi mà nó chạm vào thì nó sẽ tự quay đầu lại này. Rất là ngon luôn. Đó. Thì các bác có thể để là nó sẽ giúp vào gầm giường, gầm chiếc rồi là gầm bàn, gầm ghế, những cái chỗ mà các bác không đi tới được nhá. Đó. Mới có 30 giây thôi. Để mình sẽ xem cái kết quả cái lượng bụi của nó như nào nhá. Đây. Đấy. Mới có 30 giây thôi mà nó đã hút vào cái lượng bụi khủng khiếp như này rồi. Thì nếu mà các bác để lâu thì rất là tốt luôn. Toàn những cái dòng bụi mịn, bụi tơ, bụi non tơ các bác không thể nhìn thấy được các bác nhá. Đó. Thì con này các bác em đang gửi tới các bác cái giá là giá thanh lý. Giá thanh lý siêu thị chỉ có 120.000 thôi. 120.000 cho một con máy hút bụi như này, giá rất là thanh lý luôn, 120.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ này của nó thì sẽ là từ 30 đến 35 lưỡi, bao gồm cho các bác là cả lưỡi, cả kem, cả bàn cạo, cả lưỡi, cả kem, cả bàn cạo, đầy đủ cho các bác combo này các bác. Đấy, đây. Lưỡi này, kem này, bàn cạo này. Đấy. 30 lưỡi này. 30 đến 36 lưỡi này, kem này, bàn cạo này. Đó, giá sẽ là 55.000 nhá, 55.000 bộ lưỡi kem. Giá chỉ có 55k thôi, giá thanh lý cực tốt luôn. Mua một lần các bác có thể dùng trong vòng 1 2 năm mới hết được luôn. Đấy. Bác nào mà ít dâu thì dùng càng lâu. Đấy, nhiều dâu thì dùng nó sẽ tốn hơn một chút, nhưng mà cũng phải vài năm mới hết được các bác nhá. Đó, tại vì là nó rất là rẻ thôi, rất là rẻ. Nên cho là bộ lưỡi kem giá là 55.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cân 5 nhá. Con này thì cân được 5 cân. Về nhà các bác lắp pin vào đây chị em. Lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Cân này là cân bếp, các bác cân được 5 cân. Đấy, cân được 5 cân. Giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho con cân 5 như này. Đấy, cân bếp 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái lọ thuốc trị con này thì các bác chuyên trị cho em đó là cái long ben hắc lào nhá. Long ben hắc lào 25.000 cho một típ như này. 25.000 cho một típ long ben hắc lào. Các bác nào chuyên bị long ben hắc lào, nấm nhía, nấm ngứa, vẩy, phôi nách, cá sần các thứ, dùng con này cho em. Đấy, giá chỉ có 25.000 thôi. Long ben hắc lào, hàng nội địa của Nhật, nấm ngứa, long ben hắc lào. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con ấm siêu tốc gấp gọn nhá. Con này thì giá thanh lý cho các bác 100.000 cho một con ấm siêu tốc gấp gọn như này. Thanh lý cho các bác 100k. Đấy, có công tắc tắt bật này, có dây nguồn như này, gấp gọn này. Các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch này. Đấy, mang đi du lịch để đun nước pha cà phê này, hoặc là nói chung là dùng đa di năng được luôn. Ấm siêu tốc gấp gọn. Đây, 0,6 lít sử dụng điện 220V 600W. Đấy, giá thanh lý 100.000, em có 2 cái thôi. Giá thanh lý nốt cho các bác 100k cho con ấm siêu tốc gấp gọn này. Đó, ấm siêu tốc gấp gọn. Giá sẽ là
100k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chậu ngâm chân nhá. À, đây nó sẽ làm cái chậu để các bác chuyên mấy nhỉ? Cái này chậu này mấy nhỉ? Đây nó sẽ làm cái chậu ngâm chân như này. Đó, 320 bao ship đến tận nhà rất rẻ luôn. Đấy. Về nhà thì các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em nhá. Đấy, sau đó thì mình cho nước nóng vào đây, cho nước vào đây để nó tự nó sẽ đun nóng cho các bác này. Hoặc là các bác có thể là massage chân này. Ui giời. Nguyên có massage không mà đặt vào cái này nó đã phê rồi các bác này. Đấy, massage cho cái gan bàn chân của mình rất là tốt luôn. Đấy. Đẩy đến đâu là sướng đến đấy các bác nhá. Đó. Con này các bác đẩy như này cho em này, rất là tốt luôn. Đó. Thư giãn cho các cái mạch cái bàn chân nhá. Đó, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 10 con lăn như này, mỗi bên 5 con này. Đấy, rồi các bác cắm nước vào cho em, sau đó bật lên này. Đấy, nó sẽ có 1 2 3 4 5 chế độ gì đây này. Đấy, các bác muốn bật chế độ nào thì bật nhá. Đó. Đây, dây cắm như này. Dùng để ngâm chân này, cho thuốc thang cho các thứ vào đây rất là tiện luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 320.000 bao ship đến tận nhà. Nguyên thì ship của em mất 50.000 cho cái hộp này rồi. Đó. Lên cho em là hộp thùng ngâm chân nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con vật cầu lông này. Giá thanh lý cho các bác đợt này về giá tốt luôn, 100.000 cho cái bộ vật cầu lông như này. Đấy, sẽ bao gồm là cả vật, cả cầu. Đấy, một vật và kèm cho các bác ba quả cầu này, vật siêu xịn luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật và con này thì nói chung là các bác dùng để đánh bình dân thôi chứ còn không đi thi đấu đâu. Thi đấu thì phải tiền triệu một chiếc. Còn đây em bán là giá thanh lý thôi. Giá thanh lý thì các bác mua về mình thể dục thể thao ở nhà hoặc là cho trẻ em các thứ nhá. Rất là tiện luôn, mùa hè này thì các em có thể chơi. Đấy, bao gồm cho các bác là ba quả cầu, sẵn ba quả cầu này luôn nhá. Sẵn ba quả cầu luôn. Một vật và một đôi vật và ba cầu. Giá thanh lý cho các bác cực tốt luôn. Chỉ có cho các bác là đi 100.000 thôi. 100.000 mà hàng cồng kềnh như này là tiền ship cũng mất rất là nhiều luôn, nhưng mà thôi giá thanh lý giá tốt cho anh em các bác luôn. Bộ lên cho em là vật cầu lông nhá. Giá sẽ là 100k cho vật cầu lông như này các bác này. 100.000 cho cái bộ vật cầu lông như này, rất hợp lý cho các bác luôn. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hôm nay thì bên shop về cho các bác cái mẫu xịt nhà tắm nhá, xịt nhà tắm mẫu mới. Con này thì của nó sẽ là dùng bằng các loại bọt kem. Đấy, cho nên thì các bác dùng nó rất là thích, lắc đều lên cho em, sau đó thì các bác xịt ra. Đó. Cái này nhìn nó có một cái lẫy khóa. Đây cái này các bác bóp này cho em nó sẽ ra. Đấy, và đây là nó sẽ là cái dạng bọt tuyết như này. Đấy. Thì các bác tẩy nhà tắm nhà vệ sinh nó rất là sạch sẽ luôn. Và cái này của nó là hương tự nhiên, nó thơm nhá. Và nó không bị ăn sứ, ăn men các kiểu và dùng rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 50k nhá. Đến mã giúp cho em đó là xịt nhà tắm 50k cho một cái lọ xịt nhà tắm như này. Đấy, thì con này của nó là hương tự nhiên thì các bác có thể xịt vào tất cả các loại đều ok hết nhá. Đấy, các cái loại vòi sen rồi các cái đồ sứ, đồ inox đều ok hết. Và cái này thì nó không bị ăn mòn và không ra tay và mùi rất là thơm luôn. Đấy, tức là hương liệu tự nhiên thì mình dùng nó rất là an toàn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái 7 màu nhá. Đấy, bộ lục giác 7 màu. Đấy, thì giá sẽ là 130.000, 130k cho một cái bộ lục giác 7 màu như này các bác này. Đấy, đấy. Rất là đẹp luôn. Cái này thì để các bác dùng để sửa chữa đồ lặt vặt trong gia đình, nếu có những cái đồ điện, đồ gì đầu lục giác thì các bác dùng. Đấy, nó sẽ là một cái bộ lục giác như này. Các loại ốc mình dùng để mình sửa chữa đồ đoàn. Đó. Cái này bên em đang bán là 130k, đợt này xả cho bác còn 90k thôi, 90.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm nhá. Đấy. Quạt nó bằng tích điện đấy. Cái này dùng mất điện rất là tiện này. Đây. Đấy. Mất điện thì bật công tắc lên này. Bán lắm. Cái này là đi 380. Cô bác ơi, cái này nó dùng bằng pin này nó tiện chứ. Mất điện mất điếc là mình dùng tiện lắm này. Đấy, 380.000. Đấy, mất điện thì mình cứ cắm sạc vào thôi, lúc nào mất điện nhà có trẻ con trẻ nhỏ mình dùng. Đấy, đi ngủ nhà không trẻ con mà mất điện là chết dở luôn, nó khóc. Đó, nhưng cái này dùng nó tiện từ 5 đến 10 tiếng luôn. Pin này từ 5 đến 10 tiếng. Đấy. Dùng bác mất điện mà không. Cái này rất là tiện luôn. Đó. 380.000 rất là mát, có số 1 và số 2. Đấy, mát lạnh luôn. Đồng hồ kìm thì giá sẽ là 230.000 và bên em bao ship nhá, 230k. Cái này các bác nên mua, nó thực dụng luôn. Đó, 230.000 các bác đo kìm rồi đo vôn kế ampere để ok hết nhá. Giá sẽ là 230.000.
có đo ôm, đo ampere, đo vôn kế, đo các kiểu con này đều luôn. 230k các bác nhá. 230.000 cho con đồng hồ kim như này. Đó 230.000. Đó. Rồi ok. Anh chị và các bạn đang thưởng thức chất âm của con loa bên em gọi tên nó là loa gỗ dài nhá. Đó, chất âm cực kỳ là hay luôn. Con này bao nhiêu? Đưa em về thăm quê anh. Vì ngõ ba sông. Chất âm cực kỳ hay, trầm ấm các bác nhá. Sông châu hiền hòa sông nguyệt. Lên cho em là loa gỗ dài này. 260k và bên em bao ship nhá, 260.000. Chống đánh cực kỳ đàm luôn. Cảm ơn cái đài giúp em. Có cho to nhỏ ở đây không nhá. Các bác điều chỉnh to nhỏ ở đây nè. Buồn đây, to nhỏ đây. Đấy, vừa rồi các bác được thưởng thức chất âm của con loa gỗ dài 260.000. Chiều dài của nó thì vào khoảng gần 40cm. Chiều cao 10, chiều rộng 10. Đấy, của nó là vuông 10, vuông 10 nhá. Dày dẫn chắc chắn. Chất liệu của nó thì bằng vỏ gỗ tự nhiên, rất là đẹp, dày dặn chắc chắn cho các bác. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000. Lên máy giúp cho em là loa gỗ dài nhá. Giá sẽ là 260k. Chất âm cực kỳ hay và đầm ấm luôn. Đó. Thì hàng này nó sẽ là hàng sạc pin nhá. Có kèm cho các bác một con cáp sạc đây. Đấy, loa gỗ dài. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái mã sản phẩm đó là con đài FM nhá. Con này thì có kèm cho các bác cả đồng hồ luôn. Có kèm cả đồng hồ như này. Có cái cản đồng hồ đây các bác, bật lên cho em này. Đó. Con này thì cũng có cắm USB, cắm thẻ nhớ và Bluetooth, Bluetooth ngon lành hết nhá. Đấy, đầu tiên thì chức năng FM thì các bác bật cho em chế độ FM. Bật em chế độ FM để mình dò đài FM nhá. Đấy các bác, cho anten lên này. Đấy, sau đó thì mình sẽ dò đài FM cho em. Đó. Thì bên này nó sẽ là âm lượng to nhỏ nhá, to nhỏ và nguồn. Còn bên này sẽ là dò đài các bác này. Đấy, đây. Các bác dò đây cho em này. Các bác cứ nhẩn nha, các bác dò đây cho em. Đó. Thì các bác nghe cái tiếng của nó rất là hay luôn các bác nhé. Ứng cử viên tổng thống Mỹ cũng đã kết thúc. Đó. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi và gửi câu hỏi từ chương trình. Đó, thì các bác dò đúng tần số tần sóng là câu chuyện thực sự bàn về màn tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu tổng thống Donald Trump. Trước khi đến với các nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo. Đó. Thì con này ngoài chức năng là đài FM thì các bác có thể dùng chức năng MP3 thì các bác chuyển sang chức năng MP3 này. Sau đó thì các bác bắt Bluetooth cho em nhé. Con này thì nghe chất âm của nó cũng rất là hay luôn. Đấy, các bác dò Bluetooth này, sau đó thì các bác bắt này. Đó. Bắt Bluetooth cho em. Đó, sau đó thì mình kết nối Bluetooth nhá. Nói chung là con này thì cũng là hàng đa di năng luôn. Các bác có thể vừa dùng Bluetooth này, vừa dùng đài FM này, vừa dùng để xem giờ này, rất là tiện luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 cho con đài FM này thôi. Vừa là nghe đài, vừa là nghe Bluetooth,
và vừa là xem giờ được luôn, một con như này đa chi năng. Các bác có thể để đầu giường để mình nghe tất cả các cái thể loại âm nhạc, rồi nghe đài, các đài tần số radio là bắt được hết các bác nhá. Đấy, bằng tần nào cũng bắt được hết luôn. Đó, thì các bác kết nối vào Bluetooth cho em nhá, cho chức năng Bluetooth này. Đấy, sau đó thì mình chỉnh âm đi ạ. Đó, sau đó thì mình bắt thôi. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể kết nối jack 3.5 này, USB này, rồi thẻ nhớ đầy đủ luôn. Chất âm cũng rất là hay và đầm ấm luôn nhá. Đó. Con này chiều dài của nó khoảng 20, cao 10 23, rộng thì khoảng 7-8 cm. Nó xinh nha các bác, có thể để đầu giường ôm ngủ luôn. Đó. Hàng của Nhật, made in Japan các bác này. Đó. Con này thì sử dụng pin của nó là pin 16850, có kèm một cáp sạc nhá. Chất âm rất là hay luôn. Đó thì các bác có thể vừa dùng chức năng nghe FM, vừa dùng chức năng nghe nhạc, tắt đi ở đây chưa. Đó, rất là ngon lành luôn nhá. 260.000 lên trên một đài FM này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái trà sâm của Hàn Quốc này. 200 mấy nhỉ? $220 cho một hộp trà sâm như này, hàng made in Korea, hàng của Hàn Quốc đây. Made in Korea, hàng nội địa của Hàn Quốc. Con này dùng cực kỳ là thích luôn. Các bác nào hay đi tàu xe hay bị ốm mệt này. Đấy, ốm mệt đau đầu rồi nói chung là hoa mắt chóng mặt dùng cái nào chị em. Đấy, các bác có thể ăn trực tiếp hoặc hòa ra nước uống. Đấy, các bác có thể ăn trực tiếp luôn, ăn trực tiếp hòa ra nước uống cũng đều ok nhá. Trà sâm Hàn Quốc made in Korea luôn. Một hộp này của nó 100 gói luôn nhá, made in Korea. Một hộp này 100 gói, mỗi gói này của nó 3 gram. Mỗi gói này của nó 3 gram. Đấy đây, nó sẽ là một vỉ như này các bác này. Đó, thao hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Lên máy giúp cho em đó là trà sâm, giá sẽ là 230k nhá. 220.000 giá siêu tốt luôn. 220k cho một hộp trà sâm như này các bác nhá. Đó, bao ship cho các bác luôn. Tiếp theo thì ngoài trà sâm thì bên shop về cho bác cái kẹo sâm của Hàn Quốc nhá. Kẹo sâm của Hàn Quốc. Đấy. Một gói này của nó sẽ là 500g. Cũng made in Korea luôn. Hàng nội địa của Hàn Quốc cực kỳ là ngon luôn. Made in Korea. Cái gì? Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá. 90.000 cho một gói kẹo sâm như này. Cái kẹo sâm này thì các bác dùng cũng tương đương với trà luôn. Các bác có thể dùng để gọi là ăn cho nó tỉnh này, đi tàu đi xe này, hoặc là người bị mệt này thì dùng cái này chị em. Đấy, lái xe riếc mà hay buồn ngủ cũng dùng cái này chị em, rất là tuyệt vời luôn. 90.000 cho một gói kẹo sâm như này nhá. Hàng nội địa của Hàn Quốc, made in Korea. Lên mã giúp cho em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bánh xà phòng nhá, bánh xà phòng Nhật này. 40.000 cho một bánh và 110.000 trên 3 bánh như này. 110.000 trên 3 bánh nhá. Có hai màu, màu hồng và màu xanh. Đấy, giá của nó sẽ là 40k cho một bánh như này nhá, 40.000. Đấy, công ty này của nó thì từ năm 1890 luôn, tương đối là lâu đời rồi nhá. Rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy, lên mã giúp cho em là bánh xà phòng Nhật 40.000 một gói và 110.000 cho 3 gói. Rồi ok. Các bác nhá, hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ nồi Đức 6 món nhá. Bộ nồi Đức 6 món, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Bộ nồi Đức 6 món, đế 5 lớp nhá, đế 5 lớp. Sản phẩm đầu tiên nó sẽ là một cái con đây, con nồi nhỏ nhất này. Vung của nó thì đều là kính cường lực hết nhá, vung kính cường lực hết đây các bác này. Đấy, đế 5 lớp cực kỳ dày luôn, chữ in chìm này, hàng của thương hiệu Beijing của Đức nhá. Đấy. Enbiezing của Đức các bác này. Đó, đây, đế 5 lớp nhá. Đun được hầu hết các loại bếp luôn. Bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp halogen đều đun được hết nhá. Đấy, đế 5 lớp này, siêu dày luôn. Con này thì em sẽ tính theo lít nhá. Con này dung tích của nó sẽ là con này là nhỏ nhất đây. Nhỏ nhất thì con này dung tích của nó vào khoảng là 2 lít các bác này. Đấy, dung tích của nó vào khoảng 2 lít, con này nhỏ nhất này. Đấy, thì con này nó cũng bằng với con quay lạch như này, bằng con quay lạch như này các bác này. Đấy, dung tích của nó khoảng 2 lít này, 2 lít các bác nhá. Bằng với con quay lạch như này. Đấy, hai con này bằng nhau, nó sẽ là một con quay bằng một con quay lệch nhá. Đấy, dung tích khoảng 2 lít. Đấy. Bộ này thì bên em gửi tới các bác cái giá đó là 700.000 nhá, 700.000. Hàng là
Hàng này là hàng dễ vỡ, yêu cầu các bác cọc trước giúp cho em 200 thì bên em sẽ đi đơn nhá. Đó. Tiếp theo thì con này dung tích của nó sẽ là 3 lít này. Đấy, 3 lít nhá. Đó, đây. Con này thì nhỡ hơn một chút này. Con này nhỡ hơn một chút thì con này khoảng 3 lít này. Đấy, con này khoảng 3 lít các bác nhá. Đấy, nó vào khoảng là 3 lít như này. Đó, khá là dày dẫn chắc chắn quá, dày dẫn chắc chắn lắm luôn. Đó, 3 lít các bác nhá. Đấy, con này thì nó sẽ vào khoảng là 4 lít này. 4 lít con này. Đó, chữ này, chữ bên hông này. Đó, chữ bên hông rồi chữ khắc chìm ở đáy này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, đế 5 lớp. Đấy, inox sáng bóng đẹp. Quai mạ vàng nhá, quai mạ vàng chấm hết luôn đây con này. Đấy. Quai mạ vàng này, rất đẹp luôn. Đó. Kính của nó là kính cường lực nhá, quai mạ vàng hết các bác nhá. Quai mạ vàng hết này. Siêu đẹp luôn. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn quá. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, thì con này sẽ là 3 lít này. Đấy, 4 lít này. Và con to nhất này thì con này sẽ là 5 lít này. Đấy. Con này thì cỡ khoảng 5 6 lít gì đấy. Đây. Đấy. Các bác nhá. Đó. Đây là cái đây. Đây cái thương hiệu của nó này. Đấy. Hàng design in Germany các bác này, hàng design in Germany. Đó, made in Germany nhá. Đó, Germany. Đây. Đấy, thông số của nó đây các bác này. Đế 5 lớp này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Cái vỏ hộp của nó này. Đây. Vỏ hộp của nó này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là dòng 2 lít 1 này, 2 lít 9 này, 3 lít 9 và 6 lít 6 nhá. Đây, tất cả các kích thước của nó đây các bác này. Đấy, các kích thước của nó đây luôn. Đó. Con to nhỏ nhất là 2 lít 1 này, sau đó là đến con to nhất là 6 lít 6 này. Đấy, và cái chảo là 2 lít 1 các bác nhá. Hàng của Đức Germany này. Germany đây. Đó. Khi em gửi cho các bác thì đựng trong một cái hộp như này. Đó, đựng trong một cái hộp như này. Đấy, đế 5 lớp, một cái bộ nồi 5 đáy cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá sẽ là 700.000 nhá. 700.000 cọc trước 200. Lên mã giúp cho em đó là bộ nồi Đức nhá, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức. Giá của nó sẽ là 700k nhá, 700.000 thôi. Và cọc trước cho em là 200, cọc 200k nhá. Như vậy là bộ nồi 7 món, 6 món nó có 700.000. Tính ra là các bác mua vào có 120.000 thôi, 120 mà nguyên tiền ship của em nó mất 50.000 rồi. Nói chung là các bác mua vào chỉ có mất 100.000 cho một món như này thôi. 100.000 cho một món như này thì nói chung là chả đi đâu mà mua được rẻ hơn đâu các bạn. Đấy. Một con chảo tráng đá này, chảo cực kỳ dày luôn. Chảo tráng đá chống dính cực kỳ dày luôn. Đấy. Tráng đá chống dính này, đó. Chảo tráng đá chống dính cực kỳ dày luôn. Như vậy là các bác mua giá bên em đã bao phí ship, chảo cũng có nắp luôn nhá. Chảo cũng có nắp luôn. Đó đây. Chảo của nó cũng có nắp như này các bác này. Đấy. Chảo có nắp đầy đủ như này các bác này. Đấy, chảo có nắp đầy đủ như này luôn. Đấy, như vậy là các bác mua là tính ra là vào chỉ có 600.000 thôi. Tiền ship của em nó cũng phải mất 570.000 rồi. 570.000 rồi nhá. Đấy, tiền ship mất 570.000, 70.000 tiền ship rồi. Đó, hàng nó rất là nặng. Hàng rất nặng như nên mất khoảng 70.000 tiền ship. Như vậy là các bác mua vào nó chỉ còn là đi khoảng là 100.000 cho một món như này thôi. Quá rẻ luôn các bác nhá. Đấy, bao gồm cho các bác là hai cái nồi 2 lít này, hai cái nồi 2 lít này. Đó. Tiếp theo là đến một con này sẽ là con 2 lít 9 này. Đấy, 2 lít 9 là 3 lít này. Con này 3 lít này. Đấy. Con này là 4 lít này. 4 lít này. Con này thì sẽ là 6 lít 6. 6 lít 6. Các bác có thể là luộc con gà to thoải mái luôn. Con gà con vịt to thoải mái luôn nhá. Đó, nấu canh nấu riêu. Đó. Combo cho các bác 6 món như này. Giá sẽ là 700.000 cọc trước 200. 700.000 cọc trước 200. Rất hợp lý cho bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em các bác nhé. Đó, đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh rồi cảm ơn các bác rất nhiều luôn. Em Phạm Huấn gửi lời chào các bác nhé. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhé. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi nhé. Đừng quên cho em xin một nút like nhé. Các bác yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, đăng ký chia sẻ kênh nhé. Các bác có thể chia sẻ lên Zalo, TikTok, Viber, Facebook để cho nhiều khán giả biết hơn, biết đến em hơn, cũng như là xem và mua các mặt hàng bên em, cũng như là các bác có thể là đăng ký kênh và chia sẻ kênh. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái mic dây, hàng của thương hiệu Tomahawa, hàng made in Japan nhá, made in Japan, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, made in Japan cho bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 nhá. 230.000 cho con mic như này. Đấy. 230.000 cho một con mic dây như này. Dây dài khoảng từ 4 đến 5 mét, hàng made in Japan, dây siêu mềm luôn. Dây lõi đồng siêu mềm nhá.
tất cả các đầu kết nối của nó đều rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, tiếng mic nha, hay trầm ấm nhá. Lên mã giúp cho em đó là mic dây Nhật nhá. Mic dây Nhật giá sẽ là 230.000. Thêm hôm nọ nhớ. Lên mã giúp cho em đó là mic dây Nhật nhá. Mic dây Nhật này. Mic dây Nhật giá sẽ là 230.000. 230k và bao ship nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là mic dây của Mỹ nhá. Mic dây của Mỹ như này. Đấy. Hàng cũng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Nguyên cái khâu đóng hộp của nó đã chất lượng rồi. Hàng của thương hiệu JBL nhá. JBL. Đó. Các bác xem kênh thì đừng tiếc em một nút like nhá. Các bác nhấn like giúp cho em, nhấn like giúp cho em và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Đấy, các bác thấy cái mặt hàng em bán hay, chất lượng và ý nghĩa thì đừng quên cho em xin like nhá, xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Đó, đây các bác lắp vào cho em này, lắp vào cho em. Theo đúng cái phần khuyết này các bác lắp vào cho em này. Đó. Con này thì cực kỳ chất luôn. Đó. Thân của nó đều là bằng thép hết nhá, thân bằng thép hết. Dây thì cũng giống dây của thằng mic Nhật thôi. Đấy, cũng dài khoảng từ 4 đến 5 mét và cũng là hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Đó. Con này thì nó sẽ là hàng của Mỹ nhá, made in USA này, thương hiệu JBL. Chất mic thì cực kỳ là hay luôn. Hay trầm ấm nhá. Hàng nguyên cái hộp đóng gói của nó đã xịn sò rồi. Lên mã giúp cho em đó là mic dây của Mỹ nhá, mic dây của Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000 thôi các bác nhá, 280.000. Và bên em cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên cho em là mic dây Mỹ này, đó, mic dây Mỹ, giá sẽ là 280k nhá, 280.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái quạt tích điện nhá, quạt tích điện xanh. Con này giá sẽ là 55.000 thôi, cực kỳ hạt rẻ luôn. Nhà bác nào cũng nên mua 1 đến 2 cái. Đấy, nhà có người già trẻ con mua 1 2 cái. Con này thì thời gian chạy của nó sẽ là từ 3 đến 5 tiếng tùy theo độ sạc pin nhá. Nó sẽ có sẵn pin bên trong luôn. Các bác chỉ cần bật cho em là xong. Nó sẽ có 3 cấp độ gió nhá. 1 2 3 cấp độ gió tất cả. Đây, có 3 cấp độ gió 3 số này các bác này. Đó. Nói chung là độ mát của nó thì bằng pin thì nó vừa phải thôi. Con này thì nó linh hoạt nhá, có thể kéo cao khoảng tầm 40cm và cũng có thể gấp gọn như này. Đấy, các bác có thể để trên bàn làm việc này, mang đi học, đi du lịch, đi làm, đi chơi đều ok hết nhá. Ưu điểm của nó là chạy bằng pin. Đó, cho nên nó rất tiện ích và có cáp sạc đi kèm. Có cáp sạc đi kèm với bác luôn. Giá thì sẽ là 55k nhá. Quạt xanh tích điện nhá. Quạt xanh, tên cho em là quạt xanh nhá. Quạt xanh đúng không? 55k cho một con quạt xanh tích điện như này, 55.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con thổi bụi chạy bằng điện nhá. Con này giá sẽ là 260.000. Đấy, vừa hút vừa thổi luôn. Công suất của nó thì cực kỳ là khỏe luôn. Vừa hút vừa thổi nhá. Nhà bác nào hay có lá lẩu này hoặc là làm thợ làm nghề, hoặc là các bác mua để dọn sân vườn cũng rất là ok luôn. Đấy, công suất của nó rất là khỏe. Thì giá sẽ là 260k nhá. Lên cho em là thổi bụi điện nhá, hút thổi bụi điện 260.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ấm đun nước nhá. Ấm đun nước. Con này thì dung tích của nó sẽ là, hàng này thì xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, dung tích của nó là 3,5 lít nhá, 3,5 lít. Con này thì nó sẽ là đun được hết các loại bếp luôn nhá, đun được hết các loại bếp luôn. Đây, lẫy của nó đây các bác này. Đấy, các bác mở cái lẫy này ra cho em này. Đấy. Hàng của hãng thì các bác biết rồi. Hàng của hãng thì các bác biết rồi, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, hàng cực kỳ chất lượng nhá. Đấy, ấm của Đức, hàng của thương hiệu Kaisavilla này, Kaisavilla hàng của Đức này. Nắp của nó đây các bác này. Đấy. Giá thì các bác lên cho em là cười. Các bác lên cho em là ấm đun nước nhá. Bao nhiêu đây? Ấm đun nước à? Ấm đun nước nhá. Bếp từ bếp trước các thứ đun được hết 430k. Đây, nó đun được 1 2 3 4 5 6 loại bếp luôn nhá. 6 loại bếp luôn. 1 2 3 4 5 6 loại bếp, bếp từ bếp hồng ngoại, bếp halogen, bếp ga. Ấy. Lẫy của nó này, rất chất luôn nhá. Các bác mà rót nước vào, các bác mà ngại mở cái nắp này ấy thì các bác cho trực tiếp vào vòi này cho em. Vòi này nó rất là to. Đấy, nó phải vào khoảng là đường kính là khoảng là 3cm nhá. Đấy thì các bác nhả trực tiếp vào vòi cũng được. Hoặc là các bác mở nắp này, nắp cũng rất là chất luôn. Hàng bằng inox 304 nhá. Dùng con này đun cũng rất là nhanh. Nhà có khách mà các bác ngại cắm ấm siêu tốc thì các bác chỉ cần bật bếp từ lên đặt vào cho em là xong. Đấy, lên cho em là ấm đun nước, giá sẽ là 430.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là một cái bộ dao sói đây. Bộ dao sói, đây là một cái bộ dao giá sinh viên. Hàng của Nhật nhưng mà giá rất là sinh viên. Bộ này của nó hàng của Nhật nhá, Japan đây. Bộ sẽ bao gồm cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là bộ dao sói đúng không? Bộ dao sói nhá, giá sẽ là 100.000. Đợt này về cho các bác giá còn tốt hơn nữa luôn. Giá chỉ còn cho các bác là 80.000 cho một cái bộ dao sói như này. Bao gồm cho các bác là 3 dao.
một cái nạo và một cái gắp bát đĩa này, gắp bát đĩa. Đấy, thì cái này nó là khi mà các bác đồ nóng ấy là các bác đưa vào, kẹp bát kẹp đĩa vào đây. Đấy thì nó rất là tiện nhá. Đây thì em sẽ mô phỏng cái gắp bát đĩa này cho các bác xem. Đây nhá, ví dụ như đây là một cái cân này, một cái cân và nó cũng là như cái miệng đĩa, các bác đưa vào các bác gắp lên này. Đấy, gắp lên này cho em này. Đấy. Gắp lên như này. Đấy, hoặc các bác có thể kẹp lên như này. Nó sẽ có mấy cái lẫy này cơ. Thì các bác dùng cái lẫy nào được. Đấy, nó rất là tiện nhá. Cái này nó hơi nặng thì nó mỏng nên nó khó kẹp thôi, chứ còn bình thường nếu các bác dùng nó cũng rất là dễ dùng thôi. Đó đây. Ví dụ như cái này, đấy các bác đưa vào đây. Đưa vào mình kẹp lên cho em. Đấy, kẹp lên cho em. Nó rất là nhiều cách để mình kẹp nhá. Các bác có thể kẹp ngược hoặc kẹp xuôi như này, tùy theo nhá. Đấy, để kẹp. Cái này thì đây, đấy nó sẽ là kẹp như này các bác này. Đấy, đây ví dụ đây là cái đĩa này. Đấy hoặc cái bát này, các bác kẹp này cho em. Đó. Đấy, chức năng của con này là như thế các bác nhá. Thì giá sẽ là 80k thôi. Lên cho em là bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Giá sẽ là 80k. Đấy, bộ dao sói này. Bộ dao sói giá sẽ là 80k nhá. Dao giá sinh viên luôn, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái viên giặt xả nhá. Viên giặt xả và tẩy luôn. Tẩy giặt xả 5 trong 1 như này nhá. 5 trong 1 như này. Đấy. Đây. Giặt xả này, tẩy trắng này rồi lưu hương thơm này, 5 trong 1 luôn. Giá sẽ là hả? 55.000 thôi. 55.000 cho một hộp như này, mà hộp này của nó là lên tới tầm hình như tầm 40 gói luôn. 40 gói tức là giặt được 40 lần nhá. Đấy, lên cho em là viên giặt xả 5 trong 1, giá sẽ là 55k cho một bịch như này. 55.000 mà được 40 viên. 40 viên và mỗi lần giặt thì lượng quần áo của nó sẽ là được khoảng từ trên dưới 3 đến 5 cân nhá. 3 đến 5 cân. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. Giặt vừa sạch vừa thơm vừa tiện luôn nhá. Vừa sạch vừa thơm vừa tiện. Giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã đó là cái đất sét dẻo nhá, đất sét dẻo đấy, xi măng dẻo đó, giá sẽ là 20.000 một gói xi măng dẻo như này nhá. Xi măng dẻo 20.000 một gói, 20k cho một gói xi măng dẻo như này. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Một gói này của nó thì nó sẽ trong lòng bàn tay như này các bạn, trong lòng bàn tay như này. Thì về nhà các bác sẽ đấy. Keo xi măng bị lỗ hổng. Cái hay ở đây là lỗ hình dạng như nào cũng bị được hết. Trước khi sử dụng nó mềm như đất sét, sau khi khô nó chắc như xi măng. Cục keo này chống thấm nước, ngăn côn trùng, kiến rán chuột chui vào nhà. Bịt cái lỗ ống nước thải bị hở thì hết mùi hôi luôn. Bác nào cần thì bấm vào giỏ hàng màu vàng bên trái cho em. Và đây cũng là ca pháp sư Trung Hoa lại nghĩ ra cái cục keo xi măng để bị lỗ hổng này. Cái hay ở đây là lỗ hình dạng như nào cũng bị được hết. Trước khi sử dụng nó mềm như đất sét, sau khi khô nó chắc như xi măng. Cục keo này chống thấm nước, ngăn côn trùng, kiến rán chuột chui vào nhà. Bịt cái lỗ ống nước thải bị hở thì hết mùi hôi luôn. Đấy, rất tiện ích nha. Giá chỉ có 20k thôi, lên cho em là xi măng dẻo nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước rút này, thước rút, thước móc khóa nhá, dài là 2 mét như này. Có lò xo giật rất là tốt luôn và dòng này của nó sẽ là dòng xoắn nhá, dòng xoắn cực đại được luôn. Đấy, rất là tiện, các bác không sợ bị gãy này. Đấy, rất là ngon lành luôn. Lên cho em là thước móc khóa, giá thì sẽ là 50k nhá. Sẽ có cho các bác là màu vàng gold rất là đẹp luôn. Thước móc khóa 50.000. Đấy, màu vàng có hai màu vàng và màu đồng như này. Nói chung là cái này thì cũng không quan trọng màu đâu. Màu vàng màu đồng như này nhá. Đấy, màu vàng màu đồng như này. Giá sẽ là 50k một chiếc thước móc khóa nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cút nối nhá. Cút nối à? Cút nối điện này. 10.000 một cái nhá. Đấy, các bác chỉ cần là ật cái này lên cho em, sau đó thì đút hai cái dây điện vào đây, sau đó thì mình ật xuống cho em là xong. 75.000 một chục và giá lẻ sẽ là 10.000 một chiếc nhá. 10.000 một chiếc. Đó. 75.000 một chục, 10.000 một cái các bạn. Đấy, 75.000 một chục, 10.000 một cái cho em. Đó. Cút nối điện rất tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm nó là cái con đèn sông tinh dầu đuổi muỗi, giá sẽ là 120.000. Đấy, combo cho bác là 4 lọ sông tinh dầu và một con đèn như này. Một con đèn như này thì các bác về các bác xoáy cái nắp trắng này ra này. Đấy, sau đó thì xoáy cái lọ sông tinh dầu này vào cho em. Đấy, sau đó thì mình cắm vào. Diệt đuổi muỗi rất là tốt luôn. Giá sẽ là 120k nhá, 120k. Đèn sông tinh dầu đuổi muỗi combo cho các bác luôn, một đèn và 4 lọ tinh dầu, có công tắc như này, rất là tiện. Các bác cứ bật cho em những ngày đầu thì các bác bật cho em khoảng 3 ngày liên tục, còn những ngày sau thì cứ từ 4 giờ chiều là các bác bật cho em đến đi lọ nào đi ngủ mình tắt đi. Mua combo cho các bác 120.000 như này dùng cho em cả năm luôn. Đấy, mỗi lọ này dùng cho em là 3 tháng, 4 lọ là dùng 1 năm. Ngày nào cũng bật cho em đều, muỗi hết sạch luôn, nhà không còn một con muỗi nào luôn nhá. Đấy, lên cho em là đèn sông tinh dầu muỗi 120k, rất rẻ luôn. Các bác mua như này là tính ra là vào 30.000 một lọ tinh dầu, không mất tiền đèn. Đấy, hàng thì hàng của Nhật,
cực kỳ chất lượng cho bác luôn nhá, chất lượng cho bác luôn. Đó. Yên tâm cho người già, trẻ em nhá. Đấy, diệt các loại muỗi luôn, các loại muỗi luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái này nó là cái tựa lưng nhá, tựa lưng. Giá sẽ là 50.000 à. 50k cho một cái bộ tựa lưng như này, 50k thôi. Con này thì chuyên trị cho các bác bị đau mỏi xương khớp, đau mỏi đốt sống lưng, đốt sống cổ. Cái này nó là dòng công thái học nhá. Đấy, công thái học cho nên là khi các bác sử dụng thì nó khá là tốt luôn, khá là tốt và tiện ích luôn. Đây, combo sẽ bao gồm cho các bác là một cái đế như này và một cái này. Thì các bác có thể cho là 1, 2, 3, 4 cấp độ thì các bác có cho từ cho em là từ nhỏ đến lớn. Đấy, sau đó thì các bác nằm lên cho em nhá, nằm lên cho em. Đó, giá chỉ có 50 cành thôi. Chuyên trị đau mỏi xương khớp này giúp cho các bác là cột sống, đốt sống lưng, đốt sống cổ nó sẽ linh hoạt hơn. Đây, chuyên trị đau mỏi giúp cho các bác là đốt sống lưng, đốt sống cổ nó sẽ rất là linh hoạt nhá. Đấy, rất là linh hoạt luôn. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành mà các bác đi mổ xương mổ khớp là mất 150 triệu đến 500 triệu nhá. Đấy. Đốt sống lưng, đốt sống cổ bây giờ đi mổ là rất mất rất nhiều tiền, động đến xương khớp là mất rất nhiều tiền nhá. Cho nên là các bác nên sử dụng cái này là cái gì? Cái gì lưng nhỉ? Tựa lưng nhá, tựa lưng cho em. Giá sẽ là 50.000. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Đấy, các bác đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Thì các bác xem kênh mà yêu quý em nhé. Yêu quý em thì cho em xin một nút like. Đấy, đừng quên cho em xin một nút like nhé. Đấy, nút like và một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Rồi, chào tạm biệt các bác. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhé. Hôm nay thì bên shop sẽ lên cho các bác một loạt các cái mẫu đồng hồ của bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Các cái mã đồng hồ bên em thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác các cái mã đồng hồ cơ trước nhá. Đồng hồ cơ thì đầu tiên nó sẽ là con đồng hồ cơ mã 66 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 66 này. Đồng hồ cơ 66. Đây, hàng automatic tự động cho các bác luôn. Con này 100% lộ cơ nhá. Đồng hồ cơ 66. Con này thì giá của nó sẽ là 400 mấy em nhỉ. Lên thì em là đồng hồ cơ hỏi hộ tí. Cơ 66 giá của nó sẽ là cơ 66 bao tiền đấy Phương ơi? 66 là 400. Giá của nó sẽ là 400k nhá. Lên thì em là đồng hồ cơ 66 giá của nó sẽ là 400k. Đó, 400k cho một con đồng hồ cơ 66 như này. Giá chỉ có 400.000 cho con đồng hồ cơ thôi. Giá cực tốt cho các bác luôn. Đây. Đấy, automatic này, gắn đá rất là đẹp luôn nhá. Đó, tự động. Đây, Baijino, hàng của Nhật các bác nhá, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Made in Japan luôn các bác này. Đấy, made in Japan luôn. Tem 7 màu luôn, made in Japan. Lên mã giúp cho em là đồng hồ cơ 66, giá của nó sẽ là 400k. Đấy, tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ La Mã nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là một dòng đồng hồ cơ và số của nó là số La Mã. Giá của nó sẽ là 470.000 cho một con đồng hồ cơ La Mã như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470k nhá. 470k cho một con đồng hồ cơ La Mã như này. Đấy, con này của nó thì nó sẽ là hàng số La Mã nhá. Đấy. Bắt đầu cơ chuyển động là đồng hồ quay luôn, rất đẹp nhá. Mặt sapphire này, chống xước này. Đấy, đây của nó đây. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 470.000. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, đây. Đeo vào thì lên form lên dáng cực đẹp nhá. Lên form lên dáng cực đẹp. Đấy, màu vàng như này. Đấy, đồng hồ cơ này thì các bác phải có chuyển động thì nó mới chạy nhá. Đấy. Có chuyển động là nó chạy ngay các bác này, có chuyển động là nó chạy ngay. Đấy, các bác thấy không? Đây. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã nhá, cơ La Mã. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên cho em là đồng hồ cơ La Mã này, giá sẽ là 470.000 các nhá, 470k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái giá đồng hồ cơ 88 nhá, đồng hồ cơ 88. Giá của nó sẽ là đồng hồ cơ 88, giá của nó sẽ là 500k. Đấy, 500k nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 88 này. Đây, con này thì anh em các bác lên cho em là đồng hồ cơ 88. Giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, con này thì cũng độ chất của nó khỏi phải bàn rồi. Đó, độ chất của nó khỏi phải bàn rồi. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, automatic tự động hết. Đó, mặt sapphire. Đấy, có dây của nó này, dây của nó rất dày dẫn chắc chắn luôn. Giá của nó sẽ là 500.000 nhá, 500.000.
lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 88 nhá. Đây đồng hồ cơ 88. Đồng hồ cơ 88 nhá. Giá của nó sẽ là 500k. Đấy thì hiện tại bên shop sẽ có cho các bác là 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy nhá. 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đồng hồ cơ 66, đồng hồ cơ 88 và sẽ có cho các bác là bên em có 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ hộp đen này, đồng hồ hộp đen này. Đấy sẽ bao gồm cho các bác là một cái chân tháo như này, một viên pin và một chiếc đồng hồ như này. Con này thì nó sẽ là chạy bằng pin. Giá thì chỉ có cho các bác là 200 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá. Giá sẽ là 200.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác cho một con đồng hồ hộp đen như này luôn. Đó. Dây của nó thì là màu vàng như này, dây mặt màu vàng thép không gỉ nhá. Đó. Rất đẹp cho các bác luôn. Giá chỉ có 200 cành cho một con đồng hồ như này thôi. Rất đẹp, rất xịn sò các bác nhá. 200.000 bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá. Đồng hồ hộp đen, giá sẽ là 200k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ Rolex nhá. Rolex con này thì cũng nó cũng chạy bằng pin luôn. Đấy đồng hồ Rolex chạy bằng pin. Đấy con này thì cũng rất là chất lượng. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 nhá. 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này. Đấy đồng hồ Rolex này. Có lịch báo các thứ đàng hoàng nhá. Đồng hồ Rolex chạy bằng pin. Con này thì giá của nó sẽ là 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này nhá. Đấy rất đẹp này. Mặt rất đẹp luôn các nhá. Đấy đồng hồ Rolex giá sẽ là 300k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. Đấy con SK này thì đồng hồ SK này thì giá của nó sẽ là 260.000 và bên em cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Hàng thương hiệu SK của Nhật nhá, đồng hồ SK rất đẹp các bác này. Đấy rất đẹp. Có cả lịch, có cả ngày tháng luôn. Và mặt của nó là màu đỏ như này, màu đỏ rất đẹp luôn. Đấy và có cả cái lẫy xoay các bác này. Cái này thì không biết là xoay làm gì thì về nhà các bác tự tìm hiểu nhá. Nó có cả cái lẫy xoay như này. Đấy xoay cái la bàn bên trong này này các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000. Lên cho em là đồng hồ SK. Giá sẽ là 260.000 các bác nhá. 260.000 cho một con đồng hồ SK như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đồng hồ thể thao nhá, đồng hồ thể thao. Giá thì sẽ là 80.000 à. Đây nó có cái lớp giấy dán các bác này, giấy dán chống xước này. Đấy. Giá thì sẽ là 80k cho một con đồng hồ thể thao như này thôi. Có đèn báo này, có đèn báo sáng này. Đó, rất đẹp luôn. 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. Hàng cực chất và giá hợp lý nhá. Bên em thanh lý được hệ thống siêu thị. Giá cực kỳ hạt rẻ hợp lý cho các bác luôn. 80k một con đồng hồ như này. Đấy, dây quai đeo có thứ cực kỳ hàm hố và chất lượng luôn. Đeo vào khẳng định đẳng cấp luôn các nhá. Đó, đồng hồ thể thao, giá của nó sẽ là 80.000. Tiếp theo thì cái mã đồng hồ dây da thì bên shop có hai màu, màu đen và màu màu đen và màu nâu nhá. Đấy, màu đen, màu nâu. Đấy, màu đen và màu nâu. Lấy anh cái màu đen tí nào. Có hai màu, màu đen và màu nâu. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dây da nhá, đồng hồ dây da. Đó, đồng hồ dây da nhá. Giá thì sẽ là 100.000 cho một con 50.000 cho một con đồng hồ dây da như này thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn các bạn. 50.000 cho một con đồng hồ như này. Đấy, các bác đeo rất đẹp luôn. Đấy, đồng hồ đẹp, hàm hố nhá. Có cho các bác là hai màu. Đấy, có hai màu là màu đen và màu nâu. Lên cho em là đồng hồ dây da nhá. Có hai màu, màu đen và màu nâu như này các bác này. Màu đen và màu nâu như này, hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi nhá. Đồng hồ dây da giá của nó sẽ là 50.000 thôi. Các bác không nghe nhầm đâu, 50.000 cho một con đồng hồ dây da như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu sản phẩm đó là cái đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP đây. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, hai mẫu. Hàng này thì nó sẽ là hàng chạy bằng pin nhá. Hàng chạy bằng pin. Có hai màu như này. Đấy, màu vàng và màu bạc. Thì các bác lên cho em đó là đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP có hai màu, màu vàng và màu bạc. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150.000 cho một con đồng hồ VIP như này. Có hai màu, màu vàng và màu bạc nhá. Đấy các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó, màu đồng hồ VIP. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ VIP, giá của nó sẽ là 150.000 cho một cái mẫu đồng hồ VIP như này. Đồng hồ VIP 150.000. Đó. Giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đó, đây là tổng thể các cái mẫu đồng hồ của bên em. Các bác có thể xem tham khảo và lựa chọn để mua cho mình và cho đại gia đình nhà mình các bác nhá. Rồi ok.
Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái lô thắt lưng da bò, hàng thanh lý giá cực kỳ tốt cho bác luôn nhá. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá, thắt lưng thanh lý. Đó, thắt lưng chất liệu bằng da bò tự nhiên. Và cái này về thì nó cũng rất là hàng thanh lý cho nên nó rất là đa dạng luôn. Rất đa dạng, nhiều mẫu dáng, nhiều đầu, nhiều kiểu dáng khác nhau. Đấy thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá. Đấy bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy nó có con thì nó dập vân như này, chất liệu 100% da bò tự nhiên hết nhá. Đấy thì hàng này nó sẽ là hàng thanh lý cho nên cái giá nó rất là ưu đãi cho các bác. Và bên em bán thì hàng thanh lý cho nên là em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá, gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy nó sẽ là các cái dạng đầu như này, các dạng đầu như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá, thắt lưng thanh lý. Giá thì một con thắt lưng như này, chiều dài của nó thì từ 1m1 đến 1m3, từ 1m1 đến 1m3. Đấy rất là dài luôn. Mặt của nó rất đẹp. Hàng này thì hàng bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị và cái giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn này. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá. Đấy. Đây. Một con thắt lưng đẹp như này nhá. Đấy, một con thắt lưng đẹp như này. Đây các bác này. Đó. Rất chất lượng cho các bác luôn. Chất liệu 100% da bò tự nhiên nhá. Về nhà các bác cứ đốt thoải mái chứ em. Đốt thoải mái chứ em. Đấy. Các bác nhận hàng các bác cứ đốt thoải mái chứ em. Cực kỳ là ok luôn. Đấy, đây. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Rất ngon lành cành đào luôn nhá. Đó. Đây, các bác thấy chưa? Đó, rất ngon lành cành đào luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Mặt của nó thì nó sẽ là dạng mặt đúc liền nguyên khối như này nhá. Mặt đúc liền nguyên khối như này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là mặt đúc liền nguyên khối như này, rất đẹp. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó. Giá của nó sẽ là 65.000 nhá, 65.000. Các bác lên mã giúp cho em là thắt lưng thanh lý này, thắt lưng thanh lý, giá sẽ là 65k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thanh lý nhá. Đấy. Thắt lưng này, đó. Thắt lưng thanh lý nhá, thanh lý, giá sẽ là 65k một chiếc nhá. 65.000 cho một chiếc. Ngoài ra thì bên shop cũng về cho các bác cái mẫu ví đây. Đấy mẫu ví. Hàng này cũng là hàng thanh lý cho các bác luôn, hàng thanh lý cho các bác luôn. Giá của nó là 50.000 cho một con thắt lưng như này. À một con ví như này. Nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu da bò như này nhá. Màu nâu và màu da bò như này. Đấy, màu nâu màu da bò như này. Đấy nó sẽ là màu dạng như là màu nâu lẫn với màu đen luôn. Đấy. Màu này là màu đen này, màu đen này. Đấy, chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, siêu mềm luôn các bác nhá. Đó, da bò tự nhiên siêu mềm luôn. Con này thì nói chung là tất cả đều bằng da bò hết nhá. Con này thì bên shop sẽ bán cho bác với cái giá đó là 40k cho một cái ví da bò như này. Đấy. Các bác lên cho em là ví thanh lý nhá. Đấy, ví thanh lý này. Ví thanh lý. Ví thanh lý, giá của nó sẽ là 40k một chiếc. 40.000 một chiếc. Còn bác nào lấy cả đôi thì bên em sẽ bán cho các bác với giá là 70.000 một đôi nhá. 70.000 cho một đôi. Đấy. Lấy một chiếc thì sẽ là 40.000, còn lấy cả đôi thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho một đôi như này, 70.000 cho một đôi ví như này. Còn bác nào mà lấy cái thắt lưng kèm ví nhá. Đấy, nếu bác nào lấy combo một ví một thắt lưng như này bên em bán cho các bác với giá đó là 100 cành thôi. 100 cành cho một chiếc ví và một thắt lưng như này. Đấy, 100 cành. Các bác lên cho em là ví cộng thắt lưng thanh lý, giá sẽ là 100k. Đấy 100k nhá. Đấy 100.000. 100.000 cho một combo như này bao gồm là một ví một thắt lưng. Còn nếu bác nào lấy lẻ thì cái thắt lưng này sẽ là 65.000, còn cái ví này sẽ là 40.000. Đấy ví này sẽ là 40.000. Còn bác nào mà lấy combo hai ví sẽ là 70.000 nhá. Combo hai ví 70.000. Đấy thì các bác lên mã giúp cho em đó là ví cộng với lại thắt lưng này, ví cộng thắt lưng thanh lý nhá. Giá sẽ là 100k. Đấy 100.000, 100.000 thôi, 100.000 cho một ví một thắt lưng như này. Còn lấy hai ví thì sẽ là 70.000, một ví là 40.000. Còn lấy nguyên một thắt lưng thì giá sẽ là 65k nhé, 65k. Đó. Có cả hàng trơn, có cả hàng dập vân như này. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên. Da bò nguyên miếng tự nhiên cho các bác luôn. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác và giá thanh lý siêu thị. Giá cực tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái ly đồng các bác nhé. Đấy, ly đồng. Thì bên shop có hai mẫu. Một là ly đồng, hai là chén đồng. Đấy, cái ly đồng này thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em cái này nó sẽ là cái ly đồng nhá. Cái ly đồng này thì chiều cao của nó vào khoảng 5 cm này.
Cái này sẽ là 30k trong cái ly đồng như này. Đấy, lên mã giúp cho em là ly đồng giá sẽ là 30k nhá. 30k trong cái ly đồng như này các bạn này. Lên cho em là ly đồng giá sẽ là 30.000 này. Ngoài ra thì bên shop có cái chén đồng nhá. Chén đồng thì giá sẽ là 50k một cái này. 50k trên một cái chén đồng như này, và mua cả chục thì giá sẽ là 45.000. Đấy, 450.000 một chục cho cái chén đồng như này. Chén này thì miệng của nó khoảng 4-5cm nhá. Chiều cao của nó cũng khoảng 4-5cm luôn. Lên mã giúp cho em đó là chén đồng nhá. Chén đồng giá sẽ là 50.000. Còn cái ly đồng này thì cao khoảng 5cm. Và cái giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc. 30.000 một chiếc nhá. 30k một chiếc. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác sản phẩm đó là cái gà tàn bằng đồng nhá. Gà tàn bằng đồng như này, giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái gà tàn đồng như này. Đấy, con này thì bằng đồng các bác dùng để làm gà tàn thuốc để trên bàn vừa sang xịn mịn vừa đẹp này. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, lên mã giúp cho em đó là gà tàn đồng nhá. Gà tàn đồng giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chổi chổi lông phớt trần nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con chổi lông như này. Các bác dùng để mình phớt trần rất là tiện luôn. Đấy. Nó sẽ là dạng lông tĩnh điện như này, dạng lông tĩnh điện như này các bác này. Đấy. Khi các bác lau thì bụi bẩn nó sẽ bám vào đây. Xoáy cho em cái này vào này, xoáy cho em cái này vào. Đó. Và cái này thì các bác có thể ngoắt ngoéo điều chỉnh được này, ngoắt ngoéo điều chỉnh như này. Đó. Ngoài ra thì con này các bác có thể rút ra được nhá. Rút ra được thì chiều dài tối đa của nó vào khoảng là 2m4 đến 2m8 nhá, 2m4 đến 2m8. Rất dài luôn. Cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 thôi. 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần, giá thì chỉ có 55.000 thôi. Giá thanh lý cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy. 55k, giá không thể tin nổi luôn các bác nhá. Chổi lông phớt trần giá sẽ là 55k nhá. Đấy, 55k, 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chắn gió bếp ga. Đấy, cái này thì các bác cứ đặt vào cái bếp ga nhà mình, sau đó thì mình đun nấu như bình thường. Nó giúp cho các bác là chắn gió để giảm tiêu thụ lượng ga nhé, giảm hao hụt ga. Giá sẽ là 25k cho một cái chắn gió bếp ga như này, 25.000. Phù hợp với hầu hết các loại bếp ga nhé, phù hợp với hầu hết các loại bếp ga luôn, 25.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái vòi cam nhé, vòi cam. Con này thì về nhà các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình và nó có thể ngoắt ngoéo như này thì rất là tiện này. Để các bác có thể dùng để mình điều chỉnh, mình xịt tạo hướng cho cái vòi nước nhà mình hoặc tưới cây. Đấy, lên cho em là vòi cam, giá sẽ là 35k nhé, 35.000 cho cái vòi cam như này, 35k thôi, giá cực kỳ hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bảng tự xóa nhé, bảng tự xóa. Con này thì các bác dùng để cho các em nó vui chơi sáng tạo rất là tiện ích luôn. Đó, nó sẽ có cho các bác là một cái lẫy khóa ở đây, các bác bật lên này. Đấy, sau đó thì mình sử dụng này. Đấy, các bác có thể dùng để mình viết lách đa di năng luôn. Đó, xóa đi này, rất là tiện nhá. Lên cho em là bảng tự xóa nhá. Bảng tự xóa này, giá của nó sẽ là các bác lên cho em là bảng tự xóa, giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho cái bảng tự xóa như này. Đấy, rất tiện luôn. Có cả bút viết đàng hoàng nhá. Đấy. Về nhà khi sử dụng thì các bác mở cái khóa này cho em này. Đấy, nó có cái lẫy khóa đằng sau này. Mở ra. 40.000. Giá rất hợp lý thôi. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thìa các bác này. Đấy, cái đũa nhá, đũa của hàng thương hiệu Winling của Đức, Su 304 đây. Đấy, inox 304 các bác này. Đấy, Su 304. Một vỉ này có là 5 đôi, giá sẽ là 55.000 nhá, 55.000. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn, dùng thì cực kỳ an toàn. Đấy, không lo bị vi khuẩn xâm nhập các bác nhá. Giá thì chỉ có 55.000 cho một hộp này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Nó sẽ hình như phễu như này. Pha của nó thì rất sáng luôn các bác này. Pha của nó rất là rọi luôn các bác theo. Đây, pha của nó rất là rọi như này các bác này. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Rất sáng luôn các bác theo. Ban ngày mà còn như này. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000. Có cả quay đeo nhá, có cả đèn báo này, có đèn báo điện và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn. 90k cho một con đèn phễu như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Đấy. Đèn phễu giá của nó sẽ là 90k. 90k cho con đèn phễu như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái lô chuyên chén ngọc nhá. Đấy, chuyên chén ngọc. Đấy, nó hình màu sắc màu xanh ngọc rất là đẹp như này. Đấy, cho nên bên em sẽ lên nó là chuyên chén ngọc nhá. Một bộ như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên,
Chuyên thì nó sẽ là hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này, hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này thì các bác nhé. Đây các bác nhìn cái bàn tay của em này, đó, hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này, bao gồm cho các bác là một bộ chuyên. Đấy, một chuyên và có cho các bác là đi 6 em chén nhá, 6 em chén ngọc như này các bác này. Đấy, chén ngọc pha lê. Đấy, nó sẽ là dòng đất nung và có trắng men pha lê, men ngọc như này, men đá ngọc rất là đẹp như này. Đấy, con này thì các bác uống trà và nó lên cái màu trà màu chiếc rất là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một cái bộ chuyên chén ngọc như này, giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là 95.000 thôi nhá, 95.000. Lên mã giúp cho em đó là chuyên chén ngọc nhá. Đấy, chuyên chén ngọc này. Chuyên chén này, đấy, chuyên chén ngọc giá sẽ là 95k nhá. 95k cho một bộ như này. Giá siêu rẻ luôn. Siêu rẻ cho các bác luôn nhá. Đấy, một bộ sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên và 6 chén. Đây, chén rất ngon luôn các bác này. Đấy, chén rất đẹp, rất ngon, rất đẹp luôn. Đó. Dày dẫn chắc chắn nhá. Chén này thì dày lắm. Các bác dùng thì vô sự tư thoải mái luôn, không bao giờ lo bị gọi là không bao giờ lo bị sứt nhá. Đấy, còn chuyên của nó cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, trong lòng bàn tay như này. Lên mã giúp cho em là chuyên chén ngọc combo cho các bác một bộ như này, giá chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thuốc, các bác lên cho em là thuốc kiến gián nhá, thuốc kiến gián. Đấy, thì con này bên shop bán cho các bác với giá đó là, bên shop bán cho các bác combo là 20.000 ba lọ nhá. Đấy, bên em bán từ ba lọ trở lên và giá sẽ là 20.000. Đấy, 20.000 cho ba lọ như này. Đấy, 20.000 cho ba lọ như này. Các bác lên cho em là thuốc diệt kiến gián nhá. Đấy, thuốc diệt kiến gián, giá sẽ là 20.000 cho ba lọ. Đấy, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Trước cái này em đang bán là 10.000 một lọ. Đấy, tức là 30.000, nhưng mà bây giờ bán cho bác combo 20.000 cho ba lọ này luôn. Đấy, 20.000 cho ba lọ. Còn bác nào mua lẻ thì vẫn chấp nhận là 10.000 một lọ nhá. Còn bên em bán combo sẽ là 20.000 cho ba lọ thuốc kiến gián như này. Cái này thì các bác chỉ cần ở đây. Đấy. Các bác lắc đều lên cho em này. Sau đó thì mình nhỏ vào các cái khu vực mà có kiến có gián nó trú ẩn nhá, là nó sẽ ăn và nó sẽ dẫn cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Đấy, giá thì 20.000 cho ba lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái máy cái đèn trợ sáng nhá. Đấy, đèn trợ sáng dành cho xe máy này. Đấy, xe máy xe đạp điện đều lắp được cả nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là cái dòng mà đây. Đấy, đây độ sáng của nó này, 3.000 đến 6.000K này. Đấy. Và con này thì nó dùng được cho áp quy 12 và 24V đều dùng được hết nhá. 12 24V đều dùng được hết đây. Đấy, nó sẽ là một con đèn nhỏ gọn như này. Đấy, nó sẽ là tương đương với lại bằng hai ngón tay như này nhá. Có cả phần đai để các bác bắt vít này, ốc vít cái thứ đầy đủ nhá. Combo đai rồi ốc vít đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, về nhà các bác bắt vít vào cho em. Đây, có cái phần đai bắt vít như này. Sau đó thì các bác lắp vào xe của mình, lắp vào xe đạp điện, xe máy của mình. Đấy. Và mình đấu trực tiếp vào cái nguồn áp quy của mình là xong. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng nhá, đèn trợ sáng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k nhá, 40k cho một con đèn trợ sáng như này thôi. Đèn trợ sáng giá sẽ là 40.000. Con này thì siêu sáng luôn các bác nhá. Đây các bác này, nó sẽ là một con đèn nhỏ gọn như này. Đấy, về nhà các bác đấu vào cái nguồn áp quy cho em. Đó. Rất sáng luôn nhá. Đấy. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Đây. Đấy, pha của nó rất là rọi thì các bác mình trợ sáng cho xe đạp điện này. Đấy, hoặc là xe máy cũng rất là ok, lắp đặt thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm bấm cúc nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kìm và một cái bộ cúc như này. Một kìm, một bộ cúc như này. Đấy, thì nó sẽ có cúc âm và cúc dương. Thì về nhà các bác chỉ cần đặt vào đây là mình bấm là xong. Đó. Lên cho em là kìm bấm cúc một bộ như này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. Đấy. 40.000 cho một cái bộ kìm bấm cúc như này thì rất là tiện để cho các bác mình về mình sử dụng trong các cái hoạt động như quần áo của mình nó bị lỏng này hoặc bị bong cúc các thứ nhá. Đấy. Thì các bác chỉ cần đặt cái này cho em này. Đấy, đặt vào sau đó thì mình bấm vào thôi. Đó, nó sẽ có hai phần, phần âm và phần dương, các bác đặt vào sau đó thì mình bấm vào. Đó, các bác thấy không? Đấy, quần các loại quần áo, quần bò, quần miếc đều bấm được hết nhá. Đấy, nó sẽ có hai phần như này, một âm một dương, các bác cứ đặt vào. Đấy. Đây, đặt vào sau đó thì mình bấm thôi. Nó rất là tiện ích luôn, thì các bác có thể bấm vào để mình sử dụng, nó rất là đa di năng luôn nhá, rất chắc chắn và tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 40k trong cái bộ kìm bấm cúc thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá, khay đá thông minh. Đây, nó sẽ là một cái dòng khay như này các bác này. Đấy. Con này thì rất là tiện dụng và nó có nắp luôn, một khay này của nó là 14 viên.
mỗi bên 7 viên và 14 viên thì nó có cả nắp nhựa như này, thì các bác có thể để trồng lên 5-10 khay một lúc được. Đấy, trồng lên 5-10 khay mà các bác cho nước vào cho em. Và bên dưới này nó sẽ là cái lớp cao su non như này. Thì khi các bác sử dụng thì các bác chỉ cần ẩy cái viên đá này lên cho em là xong. Đây em sẽ có cái video thực tế em đã sử dụng cho các bác xem. Các bác lên cho em là khay đá thông minh, giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một chiếc khay đá thông minh như này. Đấy, 15.000 một chiếc. Bác nào mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1 luôn. Đấy, giá ưu đãi cho các bác 15.000 một chiếc, mua 5 tặng 1. Đây là cái khay đá mà em đã làm rồi, em bỏ trong tủ nha em này. Đấy, anh em chỉ cần ấn phát này nó lên luôn. Đấy, thông minh chưa? Đấy, đúng là quá là thông minh luôn. Người thông minh như này không sống được lâu anh em nhé. Đó, đây các bác thấy không? Đấy, anh em chỉ cần lấy nhẹ cái này nó lên luôn, rất tiện này. Đấy, viên đá nó ra rất là đẹp luôn. Viên đá này anh em uống cà phê, uống nước ngọt hoặc là anh em uống bia thì rất là tuyệt vời. Và nó rất là tiện, anh em không cần phải lấy hết sức để vặn vọ cái khay đá hoặc là đập hoặc là gõ mất công. Đây, anh em chỉ cần lấy này là nó lên luôn, đẹp chưa anh em ơi? Đẩy viên nào lên viên đấy luôn nhá. Đó. Đấy, chỉ cần đẩy cái lên luôn. Đó. Rất là tiện anh em nhé. Anh em chỉ cần đẩy nhẹ này nó lên thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá cực kỳ là tốt luôn. Anh em có bác mua hàng thì 15.000 chiếc mua 5 tặng 1 các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái xi giày. Thì nó sẽ có cho các bác là xi đánh giày. Có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu như này. Màu đen và màu nâu như này. Đấy, hàng hết lâu lắm mới lại có hàng về nhá. Giá sẽ là 40k cho một hộp xi như này. Ở đây thì về nhà các bác chỉ cần lột ra cho em. Đấy, và đây nó sẽ có sẵn cho các bác là cái phần bông mút như này. Bông mút như này các bác chấm vào xi này. Sau đó thì các bác đánh lên giày như này, sạch luôn, rất tiện ích. Đấy, cái xi này thì nó lên màu rất là tốt và tạo độ bóng rất là tốt luôn nhá. Tạo độ bóng rất là tốt luôn. Có hai màu, màu đen và màu nâu. Lên mã giúp cho em đó là xi đánh giày, giá sẽ là 40k trên một lọ nhá. 40.000 trên một lọ xi như này. Các bác lấy màu đen cũng có mà màu nâu cũng có luôn. Đấy, muốn lấy màu nào thì lấy, màu đen hoặc màu nâu. Giá thì sẽ là 40k trên một lọ xi đánh giày như này. Hàng này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Có sẵn miếng mút rồi, mình chỉ cần quẹt qua giày cho em cái là xong. Lên cho em là xi đánh giày nhá, 40k trên một lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy chuyên đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột và côn trùng kiến gián. Nhưng mà con này thì thiên về đuổi chuột hơn. Lên cho em là máy đuổi chuột, giá sẽ là 35k thôi. Hàng cực kỳ chất lượng mà giá rất hợp lý nhá, 35.000 cho một con máy đuổi chuột như này. Đây các bạn này. Là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Licomax xin kính chào quý anh chị. Giá chỉ có 35k này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa các bác này. Bộ quần áo mưa như này. Hàng thì đúng như trên hình như này luôn. Đấy. Đúng như trên hình như này nhá, hàng của thương hiệu Tú Phong, hàng VIP 1, hàng loại 1 cho các bác luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là vải áo mưa nhá. Đấy. Nó là vải phủ áo mưa. Đấy, vải phủ ni lông cho nên là nó rất là bền và có hai lớp như này các bác này, hai lớp như này. Vừa là chống nắng chống mưa. Đấy, chống nắng chống mưa và chống rét rất là tốt luôn. Có cả mũ đằng sau đây nhá, có cả mũ đằng sau luôn. Đó. Hàng thì size của nó là size L, tiêu chuẩn các bác sử dụng thì rất là ok. Đấy, bao gồm cho các bác là combo một quần và một áo, một quần một áo. Giá sẽ là 195k nhá, 195k. Lên mã giúp cho em đó là bộ quần áo mưa 195.000. Đấy, giá thì chỉ có 195k cho cái bộ quần áo mưa như này thôi. Giá khá là tốt cho các bác sử dụng luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về một số cái mã hàng rất là hot, đặc biệt là bắt đầu vào mùa du lịch rồi. Thì bên shop sẽ về cho các bác cái mẫu ba lô du lịch các bác nhá. Đấy, vali. Vali kéo, các bác lên cho em là vali kéo đó. Màu sắc thì rất là đa dạng luôn. Kích thước thì em sẽ đo cơ bản cho các bác xem. Và giá thì rất hấp dẫn nhá. Đấy, sẽ có hai loại, một loại cao cấp thì sẽ là 900.000 và loại bình dân hơn một chút thì cũng là 650.000. Loại 650.000 này cũng là một loại khá là chất lượng cho các bác rồi. Khá là chất lượng các bác nhá. Hàng này thì khỏi phải bàn rồi các bác này. Đấy, dẫm đạp thoải mái luôn các bác nhá. Dẫm đạp thoải mái luôn các bác này. Dẫm đạp đập phá thoải mái luôn. Đập banh banh xà banh các bác này. Dẫm đạp đập banh banh luôn, chỉ có đau tay thôi các bác nhá. Chỉ có đau tay thôi. Chất của nó thì cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Và giá thì rất hấp dẫn nhá. Đó, thì bên em có hai mẫu, một mẫu là 650.000 và một mẫu là 900.000. Đấy, đây. Đây em sẽ đo kích thước cho các bác xem luôn. Đấy, thì bên em sẽ bán theo cặp nhá. Đấy, cặp này thì nó sẽ là cặp bình dân này. Cặp bình dân thì giá của nó sẽ là 650.000. Chiều cho nằm xuống.
Đấy thì cái chiều ngang của nó sẽ là 40. Rồi chiều ngang 40 các bác nhá. Đấy chiều cao thì chiều dài của nó sẽ là 60 và chiều bề dày. Đấy bề dày của nó thì sẽ là 25 các bác nhá, 25. Đấy. Tiếp theo đấy là con to, còn đây là con bé này. Đấy em sẽ đo con bé cho bác xem. Con bé này thì chiều dài là 55. Đấy tính cả chân là 55 nhá. Đấy. Và chiều ngang này là 35, chiều ngang là 35. Ngang 35 và chiều dày của nó thì nó sẽ là 20. Thì khi mà bên em gửi cho các bác thì bên em sẽ bỏ con nhỏ và con to. Đấy, bỏ con nhỏ và con to. Hai con nó sẽ nằm vào nhau. Đấy thì nó sẽ là combo bên em bán theo đôi. Một đôi này thì đôi loại thường thì sẽ là đôi loại thường thì sẽ là 650.000, còn đôi loại VIP. Đấy loại VIP đây, đây là loại VIP này. Đấy. Kích thước thì nó như nhau thôi các nhá. Kích thước thì nó đều là như nhau hết. Kích thước thì đều là như nhau. Đây. Nhựa của nó là 100% là nhựa ABS nguyên sinh này. Đấy. Tay nắm hợp kim không gì các kiểu con là điểu luôn. Đây. Đấy, kéo ra rồi đẩy đi rồi xoay vòng các kiểu con là điểu luôn, rất là ngon nhá. Xoay này, đẩy đi này. Đấy. Rất là ngon luôn. Đó thì nó sẽ có cho các bác là mẫu VIP này thì các bác lên cho em là vali VIP thì sẽ là 900.000. Vali VIP là 900k nhá. Đó. Lấy cái bút tên này ghi. Vali VIP thì sẽ là 900.000, còn vali thường thì sẽ là 650.000. Đấy thì đây, cái màu thường thì em cũng có mấy màu như này. Đấy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đấy em vừa đấy test sản phẩm cho các bác xem đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác xem đây. Đấy. Rất đạt thoải mái luôn các bác nhá. Đó, khóa 13. Các bác có thể ngồi lên cũng ok luôn, không bao giờ lo hề ấn gì. Đó, đây. Đấy các bác thấy chưa? Tay nắm của nó này. Đấy rất là ngon lành luôn nhá. Kể cả loại thường và loại VIP này thì tay nắm đều bằng hợp kim hết nhá. Đấy, tay nắm đều bằng hợp kim nhôm hết. Cực kỳ ngon lành cành đào cho bác luôn. Đó, loại thường loại VIP như này, tay nắm đều bằng hợp kim nhôm hết, cực kỳ dày dẫn chắc chắn. Và bên em sẽ bán theo combo nhá, combo. Đấy nó sẽ bán theo đôi, từng đôi một. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là đôi loại thường và đôi loại VIP. Đấy thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Đấy vali VIP thì sẽ là 900.000 cho một cặp. Đấy còn vali thường thì sẽ là 650.000 cho một cặp nhá. Đấy một cặp đôi. Đó thì đây là loại thường này. Đấy loại thường. Còn loại VIP thì là nó sẽ có cái bo đầu kiểu như này. Bo đầu kiểu này các bác này. Đấy bo đầu kiểu như này các bác này. Đấy loại VIP là nó sẽ bo đầu kiểu như này. Đấy còn loại thường thì nó sẽ cũng có bo đầu nhưng mà nó sẽ đây, loại thường thì đây. Loại thường thì nó sẽ bo đầu kiểu này các bác này. Đấy bo đầu kiểu này. Đấy loại thường thì nó sẽ là bo tròn, còn loại VIP này thì nó sẽ bo khác hơn một chút thôi. Đấy nhưng mà về cái chất nhựa nhất của nó thì nó sẽ chất lượng hơn. Đó thì các bác muốn lấy mẫu nào thì có thể lên theo số điện thoại này của bên em các bác nhá. Đấy. Riêng cái hàng này thì hàng cồng kềnh thì các bác phải cọc tiền thì bên em mới gửi các bác nhá. Đó rồi ok. Hello chào các bác, quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Đấy chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc, niềm vui bên gia đình và người thân. Đó thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay các bác nhá. Đấy máy xay. Hàng của thương hiệu Socani nhá, Socani. Hàng này của nó thì nó sẽ là một cái hàng cao cấp các bác. Hàng này là hàng cực kỳ cao cấp luôn, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn nhá. Đấy. Đây. Đấy nó xuất đi khá là nhiều nước này, Anh, Pháp, Mỹ, Nga rồi Australia, Italia các kiểu luôn. Hàng của thương hiệu Socani nhá. Công suất của nó sẽ là 400W và 1.500ml các bác nhá, với 3 chế độ luôn, với 3 chế độ này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy thì con này khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp. Đấy, hàng mới tinh, hàng của Nhật này. Đấy, tất cả của nó đều bằng thép hết nhá. Cái này là bằng thép này. Đấy, bằng thép chứ không phải bằng nhựa đâu nhá. Đấy, bằng thép luôn. Và cái chấu này của nó thì cực kỳ là sâu cho nên là các bác dùng thì cực kỳ bền bỉ nhá. Có công tắc như này thì các bác dùng nó rất là an toàn. Nó có công tắc này rất là an toàn luôn. Đấy, đây. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Socani này, 400W này, 1,5 lít này, điện 220V này. Đó, đây. Và sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba đây, một cái cối thủy tinh to như này và lưỡi của nó là vào cái loại lưỡi kép nhá, lưỡi kép 2 4 6 8 lưỡi này các bạn. Đấy, rất nhiều lưỡi cho các bác luôn, lưỡi kép như này. Âu bằng thủy tinh dày 5 ly nhá, Âu thủy tinh dày 5 ly. Các bác xay tôm, xay cá, xay cua, xay ốc đều được hết nhá. Đây. Cái nắp của nó này, nắp đậy của nó đây. Đấy, rất là ngon lành cho các bác nhé. Nắp đậy của nó là rất là ngon lành luôn. Đó. Nắp này của nó thì nó sẽ là một cái dòng nắp mà có xoáy gen các bác, có xoáy gen đây. Đấy. Có gen xoáy này các bác này. Đây. Có gen xoáy như này.
dùng thì cực kỳ là chắc luôn đấy các bác thấy không? Đấy lắp vào nó rất là chắc này. Đây là dây của nó này. Con này thì các bác lên cho em đó là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Giá sẽ là 470.000 và bao ship. Đấy. Đây, sử dụng trực tiếp điện 220V luôn, điện 220V, rất tiện dụng nhá. Các bác cắm điện vào cho em này. Tay giữ này, bật công tắc này. Đấy, số 1 này, số 2 này, số 3 này. Đấy. Lưu ý các bác là khi cái máy xay sinh tố này mình dùng thì nên nhấp nhả cho em nhá, nhấp nhả cho em. Ví dụ vào số 1 này, xong lại về này. Đấy, vào số 2 này. Đấy, sau đó các bác lại về nhá. Đấy chứ mình không nên dùng liên tục nhá. Dùng liên tục thì nó sẽ là không tốt. Đây. Đấy, cái âu này của nó thì bằng cái cối này của nó là bằng thủy tinh nhá. 1,5 lít, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái cối xay khô như này. Cái xay khô này thì các bác có thể dùng để xay các loại hạt này, xay tiêu, xay điều đều ok hết nhá. Đấy, và nó là dòng bằng bằng thủy tinh cho nên là dùng cực kỳ là tiện ích và an toàn này các bạn. Đấy. Rất tiện các bác thấy không? Đó. Xay thì rất là tít luôn. Đó. Các bác dùng thì nó rất là dễ nhá, chỉ cần sập vào lẫy như em như này là xong, sập vào lẫy này, bật này. Đó, bật này. Rất ngon luôn, máy chạy cực kỳ là êm và ngon. Và dòng chấu của nó là chấu kép và rất là sâu như này, cho nên các bác dùng cực kỳ là ngon và tiện ích. Giá thì sẽ là 450.000 nhá, 450.000. Lên mã giúp cho em đó là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Giá của nó sẽ là 450k cho cái mẫu máy xay sinh tố như này. 450.000 cho một em các nhá. 470.000. Xin lỗi các bác. Máy xay sinh tố 470.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm đun nước nhá, ấm đun nước. Con này thì nó rất là tiện, các bác có thể dùng để đun bếp từ này, bếp ga này, bếp hồng ngoại, các loại bếp đều đun được hết nhá. Đấy. Một con ấm đun nước như này. Lên mã giúp cho em đó là ấm đun nước nhá. Giá sẽ là 430.000. 430.000 và bao ship. Hàng thì của thương hiệu đây. Hàng của thương hiệu là Kaisa Villa. Hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Kaisa Villa hàng của Đức này. Đun được là tới 1, 2, 3, 4, 5, 6 loại bếp này. Đấy, đun được 6 loại bếp luôn. Đấy, đế cực dày nhá. Và con này thì dung tích của nó sẽ là vào 3,5 lít nhá. 3,5 lít. Đấy, dung tích của nó là 3,5 lít. Hàng mới tinh. Nắp niếc cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy, đây. Nắp của nó này các bác này. Đấy, đây. Các bác ấn mở này. Rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, thấy chưa? Đó, rất tiện ích luôn. Các bác theo. Cực kỳ là ngon luôn. Nắp của nó này. Quai thiết kế rất là hiện đại, hàng của Đức cực kỳ chất lượng nhá. Đây, nắp của nó đây. Hàng bằng inox nhá và cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Đấy, logo thương hiệu này. Đun được tới 5 6 loại bếp như này này, 1 2 3 4 5 6 loại bếp luôn. Kaisa Villa chữ dập chìm luôn nhá. Lên cho em đó là ấm đun nước nhá. Ấm đun nước 430.000 cho một con ấm đun nước như này. 430k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ bấm móng 5 chi tiết nhá. Bộ bấm móng 5 chi tiết này. Đấy, bộ bấm móng 5 chi tiết. Giá sẽ là 60 cành. 60 cành cho cái bộ bấm móng 5 chi tiết như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Bộ này của nó thì sẽ bao gồm là 6 chi tiết nhá. Đấy, lên cho em là bấm móng 5 chi tiết xin lỗi các bác. Bộ bấm 5 chi tiết này. Đấy, giá sẽ là 60 cành. 60 cành trong cái bộ này. Đây, đấy. Thì khi các bác nhận được hàng nó sẽ bao gồm cho các bác là đựng trong một cái ví da như này. Đấy, đựng trong một cái ví da như này các bác nhá. Đấy, một cái ví da như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, một cái bộ lấy dây tai và một cái mài này. Đấy, cái này để các bác mài móng này. Cái rũa, đấy gọi là cái rũa đây. Một cái rũa như này để các bác mài móng tay nhá, rũa móng tay như này. Đó, rất là đẹp và tiện ích luôn. Cái rũa này thì rất là ngon. Đây, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm là 1 2 3 4 5 5 chi tiết như này. Bấm móng này của nó thì cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Dày dẫn chắc chắn nhá. Bấm thì cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy. Bấm rất là ngon. Đấy và nó có cái độ đè rất là tốt nhá. Đấy, độ đè độ ăn móng rất là tốt luôn. Đó. Sẽ bao gồm cho các bác là đi ba cái bấm móng, trong đó có một cái bấm khóe này, một cái bấm khóe và hai cái bấm cái to cái nhỏ, một cái bộ lấy dây tai và một cái rũa như này. Giá sẽ là 60.000 nhá, 60k thôi. Đấy, lên cho em là bấm móng 5 chi tiết nhá. Đấy. Bộ bấm móng 5 chi tiết giá sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Đó. Đấy là cái sản phẩm thứ nhất này. Đó. Sản phẩm thứ hai là cái bộ ba bấm móng Đức này, bộ ba bấm móng Đức hàng của thương hiệu Winling hai hình người của Đức đây. Đấy, cái này thì đựng trong một cái hộp nhôm như này và nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng như này nhá, ba cái bấm móng như này. Đấy, và đợt này thì cái bộ này bên em cũng thanh lý cho các bác cái giá cực tốt luôn. Giá sẽ là 90k nhá. Đấy, giá sẽ là 90.000. 90.000 cho cái bộ ba bấm móng Đức như này các bác nhá. Đó, cũng bấm cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đó.
bao gồm cho các bác là chất liệu là thép không gỉ, hàng thương hiệu Winling, hai hình người của Đức, và sẽ có cho các bác là một cái bấm móng to, một cái nhỡ và một cái bấm khóe như này. Đấy, combo cho các bác cũng là 3 chiếc như này nhá. Cũng là 3 chiếc như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k nhá. Đấy, bộ 3 móng Đức này. Cái này thì các bác lên cho em là bộ 3 móng Đức, giá sẽ là 90k. Đó, lên mã giúp cho em đó là bộ 3 móng Đức nhá. Bộ 3 móng Đức này. Bộ 3 móng Đức. Móng Đức giá sẽ là 90k nhá, 90k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví này. Đấy, thì đầu tiên nó sẽ là cái ví hồng nhá. Ví hồng. Con này bên em đang bán là 60.000, đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 55.000 cho một cái ví hồng như này thôi. Đấy, 55k cho một cái ví hồng như này. Bộ sản phẩm này sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng như này. 1 2 ba cái bấm móng, một cái kéo này. Một cái kéo, một cái nhíp này và một cái kìm cắt da chết này và rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm nữa. Đó. Con này thì bộ này bên shop đang bán là 60.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 55.000 thôi. 55.000 cho một cái bộ ba bấm móng như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ ví hồng nhá. Ví hồng giá của nó sẽ là 55k. Đấy, xin lỗi các bác, lên mã giúp cho em là ví hồng nhá. Ví hồng giá của nó sẽ là 55k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ ví xanh này. Đấy, bộ ví xanh. Bộ này thì khá là nhiều chi tiết luôn. Và cái giá thì sẽ là 100.000 cho một cái bộ ví xanh như này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là ví xanh. Giá sẽ là 100k. Ở đây thì cũng bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, bốn cái bấm móng nhá. Bộ này thì có thêm một cái bấm cho trẻ em nữa. Bấm trẻ em nữa, 1 2 3, bốn cái bấm móng này. Rồi nặn mụn này, lột da này, rồi làm móng chân, móng tay, đầy đủ các chi tiết như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ ví xanh nhá, bộ ví xanh. Bộ này thì giá của nó vẫn là 100 cành nhá. 100 cành cho một cái bộ ví xanh như này. Bộ này thì khá là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó, khá tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh. Giá của nó sẽ là 100k cho một cái bộ ví xanh như này. Khá là nhiều chi tiết nhá. Cái bộ kia thì nó ít chi tiết hơn. Bộ ví hồng thì nó ít chi tiết hơn một chút. Bộ xanh này thì rất là nhiều chi tiết để cho các bác có thể sử dụng nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh này. Ví xanh, giá của nó sẽ là 100k. Đó là các cái loại ví của bên em. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái công tắc áp quy nhá. Công tắc áp quy thì đây nó sẽ là một cái công tắc như này thì khi các bác muốn đấu bóng điện nhá, chỉ cần xoáy này thôi là nó sẽ tự đóng ngắt cho các bác này. Đây, nó có on up ở đây. Các bác bắt cái này vào cái phần đai áp quy này, các bác muốn mở bóng này đấy, hoặc cắt như này rất là tiện, các bác không cần phải dùng tay sử dụng, nó sẽ là bất tiện. Đấy, các bác chỉ cần đấu dây vào đây cho em này, đấu dây vào đây cho em, cái đầu này mình kẹp vào bình đó và các bác sử dụng thôi. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là công tắc áp quy nhá. Công tắc áp quy giá sẽ là, lên mã giúp cho em là công tắc áp quy, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k đây các bác này. Đấy, nó sẽ là một cái công tắc như này, đúng như cái hàng của em luôn, lắp chặt vào cho em này. Đấy, mình vặn thì nó sẽ sáng và bỏ ra thì nó sẽ tắt, thì nó là một cái dạng công tắc đóng ngắt như này, nó rất là tiện. Thì khi các bác muốn dùng bóng bánh, các bác không cần phải kẹp nữa, nó rất là bất tiện nhá. Giá thì sẽ là 50k. Lên mã giúp cho em là công tắc áp quy, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái này là cái gì tự động? Hả? Cái bản lề tự động các bác nhá. Đấy thì giá của nó sẽ là 30.000 cho một đôi như này. 30.000 cho một đôi như này thì khi mà về các bác lắp vào hai cái cánh cửa tủ này hoặc là các cái cánh cửa nhỏ. Đấy, chuồng chó, chuồng mèo vân vân thì là các bác chỉ cần lắp vào cho em. Lắp vào, bắt vít vào là khi các bác mở cửa ra là sẽ tự nó đẩy vào. Thì nó rất là tiện. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem. Giá chỉ có 30k thôi. Đây các bác nhá. Đấy, về nhà thì ví dụ như cánh cửa tủ nhà mình nó bị dơ, bị bong hỏng này. Các bác bắt vít con mới này vào cho em. Đấy, bắt vít vào như này. Và khi các bác mở ra thì nó sẽ đẩy ra. Đấy, nó sẽ có một con ti, nó sẽ giúp cho các bác là đẩy ra. Đó, các bác thấy không? Đấy, và khi các bác không dùng nữa thì nó lại đẩy vào, nó tự động nó đẩy vào thì rất là tiện nhá. Cực kỳ chắc chắn luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt, 30.000 cho một đôi thôi. Đấy, về nhà các bác lắp vào những cái cánh cửa tủ nhà mình rất là ok luôn nhá. Giá rất hợp lý, 30k, lên cho em là bản lề tự động 30.000 một đôi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Con này thì có sẵn cho các bác là một cái ấy luôn, một cái viên pin luôn. Về nhà các bác lắp vào cho em là xong. Lưu ý các bác là khi mà lắp ấy thì mình lắp cho em là lúc 12 giờ trưa nhá. Để tránh cái việc các bác khỏi phải cài đặt giờ. Các bác cứ lắp 12 giờ trưa cho em là nó sẽ lên giờ là 12 giờ. Đây. Và có cái giấy bóng ở đây, các bác bóc cái giấy bóng bảo vệ này ra này. Đấy, các bác thấy chưa?
bóc thêm cái dây bóng bảo vệ này ra nhé, không các bác bảo lắp pin mà không thấy nó lên giờ. Đây, đấy, 12 giờ trưa luôn nhá, 12 giờ trưa. Nhiệt độ hôm nay đang là 30 độ C này, độ ẩm là 82%. Các bác thấy không? Đấy, thì có cái lấy để như này các bác có thể dùng để bàn này. Đấy, để bàn này hoặc là để trên ô tô, nói chung là để đâu cũng được, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Cái đồng hồ này bao nhiêu đây hả Minh? Lên cho em là đồng hồ nhiệt kế nhá, giá chỉ có 70k thôi, 70.000 cho con đồng hồ nhiệt kế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá. Con này thì cắt được từ ống 42 trở về, hàng của thương hiệu Kabushi của Nhật đây. Đấy, made in Japan này. Con này cắt ống cực kỳ là ngon luôn. Đấy, các bác đưa vào là mình cắt ống nước thôi. Kéo cắt ống nước con này cắt được từ ống 42 trở về thì các bác dùng để sửa chữa lặt vặt trong gia đình này, hoặc là làm thợ làm nghề cũng rất là ok. Ống nước bây giờ không ai người ta cưa cả. Đưa con này vào cắt rất là ngon, ngọt và rất là tiện ích nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo cắt ống nước 42, kéo ống 42 nhá, kéo ống 42 này, kéo ống 42, giá sẽ là 140.000 nhá, 140k cho con kéo ống 42 như này, 140.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm bỏ canh khoan đỏ đây. À, về cho bác dòng sản phẩm đó là cái hộp mũi khoan tháp nhá, hộp mũi khoan tháp. Thì nó sẽ là một cái dòng hộp mũi khoan tháp này, đóng cái mũi khoan này. Hộp mũi khoan tháp này nha, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi nhá, hàng thương hiệu Unica Japan này, hàng nội địa của Nhật này. Một bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan và một cây lấy dấu nhá. Đấy. Hộp mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu này. Đấy, thì cây lấy dấu này là rất là ngon luôn, các bác dùng để mình lấy dấu rồi lấy mực rất là ngon. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 5 mũi, 1 2 3 4 5. 5 mũi với các cái kích thước khác nhau và mũi to nhất này là 32, tức là 3/2 nhá. Đấy, đây em lấy dấu thử cho các bác xem này. Lấy dấu được các bác chỉ cần nhấp này là có dấu này các bác. Đấy thấy chưa? Đó, có dấu luôn các bác nhá. Đấy, thì cái bộ mũi khoan tháp này giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá, 180.000. Đấy, bộ 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu 180k các bác nhá. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác là cái hộp mũi khoan đỏ này. Hộp mũi khoan đỏ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp này và kèm 3 mũi khoan Tarogen luôn. Đó, 3 mũi khoan tháp kèm 3 mũi khoan Tarogen. Bộ này thì sẽ là 110k nhá, 110.000. Đấy, thép của nó thì hai cái loại mũi khoan này đều là thép gió phủ titan nhá, thép gió phủ titan cực kỳ dày dẫn chắc chắn các bác luôn. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Đấy, khoan đỏ giá sẽ là 110.000. Đấy, còn này là bộ 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu, giá sẽ là 180.000. Tất cả đều là dòng thép gió phủ titan cực kỳ dày dẫn chắc chắn và rất là sắc bén các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan đa năng nhá, 1 2 3 4 5. Bao nhiêu nhỉ? 100.000 cho 5 cái mũi khoan đa năng như này. 1 2 3 4 5 này. 5 mũi khoan đa năng. Đấy, đầu của nó là đầu mũi khế như này nhá. Đầu mũi khế như này thì các bác có thể khoan sắt, khoan thép, khoan gỗ, khoan kim loại đều ok hết nhá. Sắt, thép, gỗ, kim loại đều ok hết, các bác khoan đa năng, cái khoan cái gì cũng được. Đấy. Còn lên mã cho em là hộp 5 mũi khoan đa năng nhá. Hộp 5 mũi đa năng này. 5 mũi đa năng giá sẽ là 100 cành thôi. 100k cho cái hộp 5 mũi khoan đa năng như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá, bình nhiệt quân đội Mỹ đây. Con này của nó sẽ là dung tích là 1,5 lít đây. Đấy, giữ nóng 24 giờ, giữ lạnh 24 giờ, su 304 nhá. Đấy, su 304, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, dung tích của nó là 1,5 lít. Đấy, có nắp này là nắp cốc uống nước luôn, su 304 các bác này, su 304 nắp làm cốc uống nước luôn. Và một nắp bên trong này. Đấy, và có lưới lọc như này nhá, có lưới lọc như này. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ. Con này giá sẽ là 195.000. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em với bao ship, nhưng mà riêng bác nào mua cái bình nhiệt này thì đơn 250.000 bên em với bao ship được nhá. Đấy, tại vì cái bình nhiệt này bán 195.000 là bán giá gốc rồi, gần như không có lãi rồi. Nếu các bác nào mà lấy nguyên bình nhiệt này thì cộng cho em 30.000 để ship nữa nhá. Đấy, lên cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ, giá sẽ là 195k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sơn xịt chống thấm nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là xịt chống thấm. Đấy, con này thì các bác có thể xịt được trên mọi bề mặt nhá. Đấy, xịt trên mọi bề mặt, mái tôn, mái ngói rồi bê tông bê đều xịt được hết nhá. Đấy, giá sẽ là 50.000 cho một cái bình xịt chống thấm như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Các bác thao tác xịt đơn giản. Đây là sơn chống thấm nano công nghệ Nhật Bản, hiệu quả trên mọi bề mặt chất liệu. Chỉ với vài thao tác xịt đơn giản. Rất đơn giản thôi nhá. Đấy, các bác chỉ cần xịt vào các cái bề mặt bị nứt này. Đấy, bị bong chốc rồi các bác vệ sinh thì sau đó xịt vào cho em. Đó, rất là tiện ích luôn. Đó. Hiệu quả lên
đến 10 năm, không lo bong chóc, đặc biệt khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím chấp nắng mưa, giải quyết rất là tiện ích luôn nha. Thấm rột rồi, nói chung là các bề mặt. Giá thì chỉ có 50k thôi, lên mã giúp cho em là xịt chống thấm nhá.